ít thôi, vừa thôi nha. Em chào chị Thúy Nguyễn, chào chị nha. Rồi chia sẻ bài giùm em với chị. Có chứ, mà chia sẻ vừa thôi, đừng nhiều quá, cỡ 10 thôi, 10 nhóm. Chào chị Lâm Ngọc Huệ nè. Mấy chị chờ em xíu nha, chia sẻ bài xong là em lên liền nha mấy chị. Chị chấm bài lên giúp em với. Chào anh Thi. Vẫn chưa, cái nick kia nó vẫn chưa cho chia sẻ. Xin chào chị Kiều Thu Phạm nha. Mấy chị chờ em xíu nha, chia sẻ xong là em lên cho mấy chị luôn. Không cho chia sẻ đâu. Rồi, em chào mấy chị nè. Lấy món này xuống quá. Lấy cái ổ cắm này xuống quá, từng dây, dây dở vậy thôi. Ổ cắm nó xuống. Nhỏ quá không nghe hả chị? Rồi mấy chị thoát ra lại rồi vào lại xem thử nghe không nha mấy chị nha. Rồi mấy chị chia sẻ bài mạnh tay lên giúp em nha. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa này mấy chị ơi. Lên cho mấy chị mảnh lụa nè. Lụa nha mấy chị nha, cái này em còn 1,5 m. 1,5 m lụa nha mấy chị. 1,5 m lụa nè, chị nào lấy thì chốt lên cho em 1,5 m nè.
một mét rưỡi, ai lấy mặt ai thì chốt lên giúp em mã 30, lấy chốt 30 lên giúp em nha mấy chị nha, 30k nè, chị nào lấy thì chốt mã 30 nha mấy chị, chị nào lấy thì chốt mã 30 lên giúp em, lấy chốt 30 nha mấy chị nha, 30k, ai lấy mặt này chốt mã 30 lên trên nè, lấy thì chốt 30 lên giúp em nha mấy chị ơi, 30k co giãn tốt, chị nào lấy thì chốt 30 lên trên nha, 30k, ai lấy thì chốt 30 nè, lấy chốt 30 nha mấy chị ơi, 30k, mã 30 nha mấy chị nha, 30k nè. Chia sẻ giùm em với chị Hoàng Huy Phong này. Chị gì? Chị Huy Phong Phạm chứ. Chia sẻ giùm em với chị. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa chữ nè, lụa chữ nha mấy chị nha. Cái này em cũng còn 1m rưỡi, 1m7 nha mấy chị nha, 1m7 lụa chữ co giãn tốt cho mấy chị luôn. Co giãn tốt lụa chữ, chị nào lấy thì chốt lên cho em. Co giãn tốt lụa chữ, chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã. Mã 31 nha mấy chị nha, 31 1m7 nè. 1m7 31 ngàn, chị nào lấy thì chốt 31 lên cho em. Lấy chốt 31 nha mấy chị nha, 31k lụa chữ. Lụa chữ 31 ngàn nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt mã 31 lên cho em. Mã 31 nha mấy chị nha, 31k lụa Hàng Châu nha mấy chị. 31k lụa Hàng Châu, chị nào lấy thì chốt 31 lên giúp em nha. Lấy chốt 31 nè. Mã 31 nha mấy chị ơi, 31k. Ai lấy thì chốt 31 lên giúp em nè. Lấy chốt 31 nha mấy chị nha, 31k. 31k nha mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị mảnh lụa hoa này. Lụa hoa nha mấy chị nha, lụa hoa. Chia sẻ bài mảnh tay nha mấy chị nha, chấm chấm mảnh tay lên, lên được view nha mấy chị. Rồi cái này em còn 2m lụa hoa này. 2m lụa hoa sấp bọt nha mấy chị nha, 2m lụa hoa sấp bọt. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã 44 này. Lấy chốt 44 lên cho em nha mấy chị nha, 44k. Chị nào lấy thì chốt mã 44, chia sẻ bài giúp em nha mấy chị nha, 44k. Em chào chị Phương Phương. Chia sẻ bài giúp em nha chị. 44k, chị nào lấy thì chốt mã 44 lên giúp em. Lấy chốt 44 nha mấy chị nha, 44k nè. Chị nào lấy thì chốt 44 lên giúp em, lụa hoa nha mấy chị. Lụa hoa 44.000 nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt mã 44 lên cho em. Mã 44 nha mấy chị nha, 44k nè. Lụa hoa 2m. 2m 44k nha mấy chị nha. Lấy thì chốt 44 lên giúp em. Lấy chốt 44 nha mấy chị nha, 44k. Mã 44 nha mấy chị ơi. Mã 44 nè. Chấm bài lên giúp em nha mấy chị nha. Mấy chị không xem, mấy chị không mua thì mấy chị chấm lên giúp em cũng được nha, cho mấy chị kia thấy rồi vào xem nha, nó có tương tác á mấy chị. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha. Rồi mảnh lụa 75D nè mấy chị ơi. Cái này là lụa 75D nha mấy chị nha. Lụa 75D nè. Chị nào lấy thì chốt lên cho em. Lụa 75D chị nào lấy thì chốt. Cái này em còn 4m nha mấy chị nha, 4m nè. Chị nào lấy hết thì chốt, không thì chia ra cũng được nha. Chị nào lấy hết thì chốt, không thì chia. Ai lấy mặt này chốt mã 63. Lấy hết thì chốt 63, 4m nha mấy chị nha, 4m có 63.000 thôi. Chị nào lấy thì chốt 63 lên giúp em. Lấy chốt 63 nha mấy chị nha, 63k nè. Chị nào lấy thì chốt 63. Mã 63 nha mấy chị nha, 63k. Ai lấy thì chốt 63 lên giúp em. 63 nha mấy chị nha, 63k nè. Mã 63 nha mấy chị ơi, 63k. Ai lấy thì chốt 63 lên giúp em. Em chào chị Phạm Ngân nha. Chào chị Phạm Ngân này, chia sẻ bài giùm em mấy chị ơi, chia sẻ bài giùm em. Mấy chị đẩy lên được cỡ 15 người là em tặng vải cho mấy chị nha. Em tặng vải cho mấy chị. Mấy chị chia sẻ mạnh tay lên. Rồi chị nào chia sẻ thì em sẽ tặng vải cho mấy chị nha. Tặng vải cho mấy chị nha mấy chị nha. Đó mấy chị cứ cho em một nút chia sẻ, nó đâu có tốn kém gì đâu mấy chị. Một nút chia sẻ không tốn kém gì nha. Đó lên được 15 người em sẽ tặng vải cho mấy chị. Cái này 63.000 nha mấy chị nha. 63k này, 4m. 4m nha mấy chị nha, 4m nè. Dạ đâu có đâu, em đâu có thấy chị comment gì đâu em. 63k, chị nào lấy thì chốt 63 lên giúp em. Chia sẻ bài giúp em đi mấy chị. Mấy chị bấm nút chia sẻ giùm em với. Bấm nút chia sẻ nha mấy chị nha. Rồi 63k, ai lấy mặt này chốt 63. Mã 63 nha mấy chị nha, 63k nè. Ai lấy thì chốt 63 lên giúp em. Chia sẻ bài giúp em đi mấy chị. Lên được 15 người em tặng vải cho mấy chị nha. Tặng vải cho mấy chị nè. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha. Cái này áo thôi mấy chị ơi. Cái này áo nè. Chị nào lấy áo thì chốt áo lên giúp em. Lấy áo thì chốt áo. Đằng này nó bị lè một chút nha mấy chị nha. Nhưng mà không sao, nếu như em cắt đi thì nó lỡ mất phần vải phía dưới này mấy chị. Về mấy chị canh ra mấy chị may cũng được nha. Hình như hôm trước chị đặt bên em mà hôm qua đi làm không may điện thoại còn để lại. À không chị ơi, vậy là chị nhầm rồi nha chị Minh Nguyệt nha. Vậy là chị nhầm mất rồi. Bên em
bên em cũng có chị Minh gì đó, nhưng mà chị đổi tên là Nguyễn Thu Trang á, mà không phải cái chị, không phải là của phải phải chị không biết, phải là chị không, Minh 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 gì đó, nhưng mà sau chị lấy Facebook là Nguyễn Thu Trang á, có không biết có phải không nữa, do chị đặt qua Facebook Nguyễn Thu Thu Trang á mà em gọi không được, chỉ có một đơn đó. Rồi ai lấy mặt này chốt mã 20, ai lấy mặt này chốt mã 20 nha mấy chị nha, nếu phải là chị ok giúp em với, tại mới đầu là chị lấy cái tên là Facebook là Minh gì đó đặt, xong rồi sau là chị lấy tên là Nguyễn Thu Trang đó chị. Rồi chị nào lấy thì chốt lên cho em nha mấy chị nha. À vậy là không phải rồi, em chào. Em chào chị Trịnh Huệ nha. À vậy là không phải rồi, vậy chắc là nhầm bên số khác rồi. Bữa hình như chị có lấy mấy khúc mà ít quá chưa chốt. Vậy thôi chị, vậy thì chọn thêm giúp em nha chị nha. Giờ có chọn thì chọn thêm cho em nha chị. Rồi mảnh này mảnh áo này, chị nào lấy thì chốt 20 lên giúp em. Chị nào lấy áo thì chốt 20 nha mấy chị nha. Chị nào lấy áo thì chốt 20 lên giúp em. Lụa nha mấy chị nha, lụa 20k. Ai lấy mảnh này chốt 20 lên giúp em. 20, 20 cho chị bé ba nè, mẹ mẹ bé nè. Rồi lên giùm em số điện thoại nha chị. Lên giùm em số điện thoại nè. Chắc là nhầm vậy. Tại trên Facebook có một chị kia cũng giống em lắm, ai cũng kêu giống hết, nên có khi nhầm nhiều lắm, nhiều chị nhà nhầm lắm chị, chứ không phải riêng một mình chị đâu, nhiều chị nhầm lắm luôn. Rồi cái này em có 1,5 m vuông này mấy chị ơi, von nhí nha. 1,5 m vuông nhí, chị nào lấy thì chốt lên cho em. 1,5 m vuông nhí nè. Ai lấy mặt này thì chốt lên giúp em mã 19 nha mấy chị nha. 1,5 m 19k. Rồi mẹ mẹ bếp lên giùm em số điện thoại nha chị ơi. Lên giùm em số điện thoại nha chị. Rồi chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha. Ai lấy mặt mai thì chốt lên giúp em. Lấy thì chốt lên cho em nha mấy chị ơi. Lấy thì chốt mã 19 lên cho em nè. Cái von hoa này mấy chị về lên váy xinh lắm luôn mấy chị ơi. Von chinh phong nha mấy chị. Von chinh phong nha mấy chị nha. Màu rất là đẹp luôn. Lấy thì chốt mã 19 lên cho em nha mấy chị nha. 19k. Lấy chốt 19 lên cho em nè. Mã 19. Chị mẹ mẹ bếp lên giùm em số điện thoại nha chị. Lên giùm em số điện thoại với nè. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha, lên cho mấy chị mảnh bi cam nè. Lụa bi cam nha mấy chị nha, lụa bi cam. Ai lấy mặt này thì chốt lên cho em. Rồi ok chị em thấy số nè. Rồi ai lấy mặt này thì chốt lên cho em. Mảnh này 30 36 ngàn 2 mét nè, chị nào lấy thì chốt mã 36 lên cho em. Lấy chốt 36 nha mấy chị nha, 36k nè. Chị nào lấy thì chốt 36. Chốt mã 36 lên cho em nha mấy chị ơi, 36k. Mã 36 hoặc là mấy chị kèm mét, cái này em có 4 mét lận nha, 4 mét hơn luôn á mấy chị. 4 mét hơn nha mấy chị nha, 4 mét hơn nè, chị nào lấy thì chốt lên cho em. Lấy chốt lên giúp em nha mấy chị nha, 4 mét hơn nè. Chị nào lấy thì chốt mã lên giúp em, có ẩn comment thì mấy chị comment lại giúp em nha, chứ nhiều lúc nó bị ẩn á mấy chị. Nhiều lúc nó bị ẩn nha mấy chị nha. Có ẩn thì mấy chị comment lại giúp em nha. Có ẩn thì mấy chị comment lại cho em nè. Dạ rồi ok chị, em thấy số tại mạng nó chậm á, nên là em nó lên trễ. Rồi chị nào lấy thì chốt lên cho em mã 36 mảnh này nha mấy chị nha, 36k lụa bi nè. Lấy chốt 36 nha mấy chị ơi, 36k. Ai lấy mảnh này chốt mã 36. 36k nha mấy chị nha. Cái này em còn 4 mét luôn. Chị nào lấy 2 mét thì 36 ngàn nha mấy chị. Lấy 2 mét thì 36 ngàn nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh von nữa nè. Von nha mấy chị nha, von. Ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em. Von nha mấy chị. Rồi von này em còn 2 mét nè mấy chị. Von này em còn 2 mét cái chị. Mấy chị lên áo dài hoặc lên váy đầm đẹp nha mấy chị nha. Cái này lên áo dài hoặc váy đầm đẹp, chị nào lấy thì chốt mã 29. 29k nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt 29 lên cho em. Lấy chốt 29 nha mấy chị. Em chào chị Ánh Tuyết nha. 29k ai lấy mã này chốt 29 lên cho em nè. Mã 29 nha mấy chị ơi. 29k von nha mấy chị nha. 29k. Ai lấy thì chốt mã 29. Ai lấy thì chốt 29 lên cho em. Mã 29 nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy mảnh này thì chốt mã 63 lên giúp em nè. 4 mét nè. Lấy 2 mét thì cùng chia ra nha mấy chị nha. Lấy 2 mét thì chia ra giúp em. Lấy hết thì chốt 63 lên giúp em nha mấy chị ơi. Lấy hết thì chốt 63. Co giãn tốt cho mấy chị luôn. Co giãn tốt cho mấy chị nha. Lụa. Lấy hết thì chốt 63 lên giúp em nha mấy chị nha. Không thì mình chia ra. Không thì chia ra nha mấy chị nha. Lụa co giãn 4 chiều cho mấy chị luôn. Co giãn 4 chiều nha mấy chị ơi. 4 chiều.
Chị nào lấy hết thì chốt lên giúp em 63, không thì chia ra nha mấy chị. Không thì chia ra nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo nè. Áo nha mấy chị nha, áo nè. Rồi hai áo nha mấy chị nha. Hai áo này mấy chị chốt hồng hoặc là chốt hồng hoặc là nhí giùm em nha, nếu như mấy chị muốn lấy riêng nha. Còn lên cặp thì rồi Trịnh Huệ 63 nè, chị lên giùm em số điện thoại luôn nha chị Trịnh Huệ nha. Chắc này đẹp cực kỳ luôn nha chị Trịnh Huệ. Chắc này đẹp cực kỳ luôn. Lên giùm em số điện thoại luôn nha chị. Rồi em lên là em lên áo cặp nha mấy chị nha, nhưng mà chị nào muốn lấy tách riêng ra thì em vẫn tách riêng nha mấy chị nha. Ví dụ chị nào lấy cái này thì mấy chị chốt nhí, còn cái này là hồng nha. Còn em lên cặp thì mấy chị chốt cặp. Nếu như mấy chị nào lấy cặp thì mấy chị chốt cặp lên luôn. Em like vậy cho nó nhanh đó mấy chị, chứ từng mảnh áo nó cũng lâu quá. Rồi chị nào lấy thì chốt 37 lên cho em. Cặp này nè, hai áo có 37.000 thôi nha mấy chị nha. Đó, chưa tới 20.000 một áo nè. Hai áo 37.000, chị nào lấy thì chốt 37, còn lấy lẻ thì mấy chị chốt nhí với hồng nha mấy chị nha. Đó, lấy lẻ thì mấy chị chốt nhí hoặc là hồng lên cho em. Còn lấy cặp thì chốt 37 lên giúp em nha mấy chị. Lấy cặp thì chốt 37 lên cho em nè. Cặp thì 37 nha mấy chị nha, 37k. Chị nào muốn lấy vải đằng sau thì cũng 100.000 một ký nha mấy chị nha. Lấy vải đằng sau thì cũng 100.000 một ký. Lấy cái nào thì em lấy xuống cho xem. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha. Cái này em còn 1,5 m nè. 1,5 m lụa nha mấy chị nha. 1,5 m lụa 75D, chị nào lấy thì chốt lên cho em. 1,5 m, ai lấy mảnh này thì chốt lên giúp em mã 30. Lấy chốt 30 lên cho em nha mấy chị nha, 30k. Rất là đẹp luôn. Cái này về mấy chị lên áo hoặc mấy chị lên đầm rất là xinh nha. 30.000, chị nào lấy thì chốt 30 lên giúp em. Lấy chốt 30 nha mấy chị ơi, 30k nè. Ai lấy mảnh này chốt mã 30 rồi. Ok chị Trịnh Huệ, em thấy số rồi nha. Ok chị nè. Mấy chị cố gắng chọn đủ đơn cho em nha mấy chị nha. Đừng chọn ít quá rồi xả ra mất công nha mấy chị. Rồi mã 30 nha mấy chị nha, 30k. Lấy thì chốt 30 lên cho em. Lấy chốt 30 nha mấy chị nha, 30k nè. Ai lấy thì chốt mã 30. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa hoa súp bọt nè. Lụa hoa xốp nha mấy chị nha. Lụa hoa xốp cái này em có 2m. 2m lụa hoa xốp, chị nào lấy thì chốt lên cho em 2m. 2m nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt lên em mã 44. Lấy chốt 44 nha mấy chị nha, 44k nè. Ai lấy mảnh này chốt mã 44 nè, trắng bò lên. 44k, chị nào lấy thì chốt 44 lên cho em nha mấy chị nha, 44k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 44. Chốt 44 lên giúp em nha mấy chị nha, 30 cho mẹ bé. Mẹ bé nè. Rồi 44.000, chị nào lấy thì chốt 44 lên giúp em nha mấy chị ơi, 44k. Ai lấy thì chốt 44 lên giúp em. Rồi lên cho mấy chị mảnh này nè. Cái này đẹp nè mấy chị. Đây nha mấy chị nha. Đó đẹp chưa? Ai lấy thì chốt lên cho em. Mỗi chị cho em một nút chia sẻ nha, em cảm ơn rất là nhiều luôn ấy. Rồi cái này em có 3m cho mấy chị nè. 3m nha mấy chị nha, 3m nè. Em cảm ơn chị Hoàng Thiệp chia sẻ bài giúp em nè. Rồi chị nào lấy thì chốt lên như em mã 55. Ai lấy mảnh này chốt 55 nha mấy chị nha, 55k nè. Cái này 3m 55.000 nha mấy chị nha. Về mấy chị lên váy hoặc lên bộ gì cũng đẹp nha. Lên áo dài gì cũng đẹp luôn. Chị nào lấy thì chốt 55 lên giúp em. Lấy chốt 55 nha mấy chị nha, 55k nè. Ai lấy mảnh này chốt 55. Lấy chốt 55 lên giúp em nha mấy chị ơi, 55k. Chị nào lấy thì chốt mã 55. Chốt 55 lên giúp em nha mấy chị, 55k nè. Mã 55 nha mấy chị nha, 55k. Ai lấy thì chốt 55. Chốt 55 lên giúp em nha mấy chị nha, 55k nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo nha mấy chị nha. Cái này là áo nha. Áo nha mấy chị nha. Chờ neo nha mấy chị nha. Áo chờ neo đỏ nè. Áo chờ neo đỏ. Với lại một mảnh vàng nha mấy chị nha. Một mảnh họa tiết vàng nè. Chị nào lấy thì chốt lên cho em. Cặp nha mấy chị nha. Nếu như lấy lẻ thì mấy chị chốt vàng hoặc đỏ mấy chị nha. Rồi cái này 44.000 nè. Mã 44 nha mấy chị nha, 44k. Áo này nó 1,2 luôn mấy chị ơi. Về mấy chị lên áo váy suông với đồ gì cũng được nha. Đó, mấy cái này đều lớn hết, 44k nè. Chị nào lấy thì chốt 44 lên cho em. Mã 44 nha mấy chị nha, 44k nè. Ai lấy thì chốt 44 lên cho em nha mấy chị, 44k. Chị nào lấy thì chốt mã 44 lên giúp em. Chốt 44 lên giúp em nha mấy chị nha, 44k nè. Ai lấy thì chốt 44. 44 hoặc vàng hoặc đỏ nha mấy chị nha. 44 hoặc vàng hoặc đỏ giúp em. 44 vàng hoặc đỏ giúp em nha mấy chị. 44 vàng hoặc đỏ nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nữa nè. Cái này em còn tầm 1,5 m mấy chị.
không, cái này cũng áo luôn, áo luôn nha mấy chị nha. Chị nó lấy thì chốt lên cho em áo nha mấy chị, hai áo nè, hai áo nha mấy chị nha, lụa chữ nè, lụa chữ nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt nè, ai lấy mặt này thì chốt lên cho em một cặp mấy chị ơi, một cặp nè. Chị nào lấy thì chốt lên cho em mẹ 40 nha mấy chị nha, 40. Ai lấy mặt này thì chốt mẹ 40, mấy chị chốt chữ hoặc là mấy chị chốt chốt hoa giúp em nha mấy chị nha, chốt chữ hoặc chốt hoa giúp em hai mảnh áo nha mấy chị nha, chữ hoặc hoa, chữ hoặc hoa giúp em nha mấy chị ơi, chữ hoặc hoa nha. Đây đẹp chưa, cái này mấy chị lên áo đẹp lắm mấy chị ơi, thoải mái lên một cái áo hoặc là một cái đầm suông luôn nha mấy chị nha, chữ hoặc hoa này, chữ hoặc hoa nha mấy chị nha. Được cái mấy mảnh nhỏ nhỏ thì chắc của nó rất là đẹp nha mấy chị nha, đó mảnh nhỏ này chắc cực kỳ đẹp luôn. Lấy thì chốt lên giúp em, lấy thì chốt mã lên giúp em nha mấy chị nha, chấm bài nhiệt tình lên giúp em mấy chị ơi, chấm bài nhiệt tình lên giúp em với này. Rồi tiếp tục thì mấy chị, rồi lên cho mấy chị một mảnh vôn theo hạt nổi nè, vôn theo hạt nổi nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt lên cho em vôn theo hạt nổi, cái này em còn tầm 3 mét hơn, 3 mét nha mấy chị nha, 3 mét nè, cái này về mấy chị mới đầm đẹp nè, 3 mét chị nào lấy thì chốt lên cho em 3 mét, 3 mét 39 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 39 lên cho em, mã 39 nha mấy chị nha, 39k. Ai lấy thì chốt 39 lên cho em nha mấy chị, lấy chốt 39 nè, 39 nha mấy chị nha, 39k. Em chào chị Phạm Thanh nha, mã 39 nha mấy chị ơi, 39k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 39 lên cho em, chốt 39 nha mấy chị nha, 39k nè. Ai lấy thì chốt mã 39 vôn theo hạt nổi nha mấy chị nha, cái này đẹp lắm luôn, cái này rất là đẹp nha mấy chị nha, 39k nè. Chị nào lấy thì chốt 39, 39 cho chị Thâm Hiền nè. Rồi lên giùm em số nha chị Thâm Hiền nha, lên giùm em số với này chị ơi, lên giùm em số với. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa chữ nè, lên cho mấy chị mảnh lụa chữ nha mấy chị. Đây nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn, màu vàng chữ LV nha mấy chị nha, lụa chữ LV nè. Cái này em còn hơn 2 mét cho mấy chị xíu nè, hơn 2 mét nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt lên cho em hơn 2 mét, ai lấy mặt này thì chốt lên cho em mã 46, lấy chốt 46 lên giúp em nha mấy chị nha, 46k nè. Chị nào lấy thì chốt 46 nè, chốt 46 nha mấy chị nha, 46k. Ai lấy mặt này chốt mã 46, chốt mã 46 nha mấy chị nha, 46k. Chị nào lấy thì chốt mã 46 nè, lên nửa tiếng rồi mới chào đúng không, 46k. Chị nào lấy thì chốt 46 lên cho em nha mấy chị nha, lụa chữ LV 46 ngàn nè, 2 mét nha mấy chị nha, 2 mét. Có mảnh nào đẹp hả? Mảnh nào cũng đẹp hết trơn, mảnh nào cũng đẹp hết trơn nha. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha, tiếp tục nè, lên cho mấy chị một mảnh von nha mấy chị nha, một mảnh von màu vàng này, von màu vàng. Cái này em còn 1,5 mét, tha hồ cho mấy chị lên một cái váy luôn nha, tha hồ mấy chị lên váy luôn. Von màu vàng chị nào lấy thì chốt mã 19 nè, von màu vàng, von tinh phong nha mấy chị nha, mềm rũ cực kỳ cho mấy chị luôn. Lấy thì chốt mã 19 lên cho em, lấy chốt 19 nha mấy chị nha, 19k nè. Ai lấy mã này chốt mã 19 lên giúp em nha mấy chị. Có bông nhiều không em? Mẹ biết 46 là hả? Rồi 46k, chị mẹ biết lụa có bông nhiều hơn không em hả? Là sao chị ơi? 46k chị mẹ biết nè. À lụa có bóng, dạ không chị. À chị hỏi lụa có bóng nhiều không? Dạ không nha chị đó nha, không phải lụa satin mà chị, chị DTN ơi. 19 để tôi rồi, ok chị Phạm Thanh. Ok chị Phạm Thanh này. Lụa không có bóng đâu chị ơi, không phải là lụa satin nha chị nha, không phải là lụa satin đâu. Lụa bình thường mà lụa 75 là lụa Hàng Châu rồi vậy nha chị nha. Không có bóng lắm đâu. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa màu vàng nữa nè. Từ nãy là chữ LV, còn ở đây là chữ Gucci nha mấy chị nha. Gucci nè. Gucci chị nào lấy thì chốt lên cho em. Cái này em có 2 mét này mấy chị, lên bộ nha. Mấy chị lên bộ hoặc lên áo dài gì cũng được nha. Lên bộ lên áo dài gì cũng được, chị nào lấy thì chốt lên cho em. Lấy thì chốt lên giúp em. Chị Thanh Hiền ơi, lên giùm em số điện thoại với nha chị Thanh Hiền nha. Cho em cái số điện thoại với nè chị. Rồi ai lấy mảnh này chốt mã 39 lên cho em nha mấy chị. Lấy chốt 39 này, mã 39 nha mấy chị nha, 39k. Ai lấy mảnh này chốt 39 lên giúp em. Lấy chốt 39 nha mấy chị nha, 39k. Chị nào lấy thì chốt 39, chốt 39 nha mấy chị nha. Lụa chữ Gucci nha mấy chị nha. Cái này về mấy chị lên áo cũng đẹp lắm. Đó lên áo kiểu rất đẹp nha mấy chị nha. Lụa chữ nè, lên áo cực kỳ đẹp luôn. Lấy thì chốt lên cho em.
Rồi lên cho mấy chị mảnh bi. À chị khách quen khỏi số nha. Quá quen luôn rồi. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha. Rồi ai like cái này thì chốt lên cho em nè. Cái này là lụa satin nha mấy chị nha, lụa satin. Cái này nó bị, à không phải, em tưởng bị lỗi nha, không phải. Rồi chị nào lấy thì chốt. Cái này đã làm đường dài như mấy chị nha đó. Đây nữa nè mấy chị. Làm cái hình của nó kiểu vậy mấy chị nha. Bắt đầu em tưởng có một cái em tưởng bị lỗi chứ mà không phải mấy chị ơi. Cái đường của nó làm vậy nha. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Ai lấy mạnh này thì chốt nè. Cái này em còn 1m7 luôn. Cái này em còn 1m7 nha mấy chị nha, 1m7. Dạ em chào chị mẹ đơn thân nha. Chào chị mẹ đơn thân này. 1m7 chị nào lấy thì chốt lên cho em. Chị Thanh Hiền ơi, chị còn ở đó không? Cho em số điện thoại đi chị. Mua hàng cho em cái số điện thoại em mới có số em gọi chị chứ. Rồi ai lấy mạnh này thì chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Lấy thì chốt lên cho em nè. Chị nào lấy thì chốt. Lấy thì chốt mã lên giúp em nha mấy chị nha. Ai lấy mạnh này thì chốt mã lên cho em. 1m7 nha mấy chị nha. 1m7 28k. Ai lấy thì chốt 28 nha mấy chị nha. Ai lấy thì chốt 28 lên cho em nè. Mã 28, cái này là lụa satin chất co giãn nha mấy chị nha. Lụa satin chất co giãn cho mấy chị nè. Lụa satin chất co giãn nha mấy chị ơi. Lụa satin chất co giãn. Tự nhiên bị đứng hả chị? Có bị đứng không? Mấy chị xem có bị đứng không mấy chị ơi? Mấy chị xem có bị đứng không? Bị đứng thôi hả chị Phạm Ngân? Rồi cái này em còn 1m5 nè mấy chị ơi. 1m5 nha mấy chị nha. 1m5 lụa nè. 1m5 lụa hoa màu đỏ nha mấy chị. 1m5 lụa hoa màu đỏ. Chị nào lấy thì chốt lên cho em. 1m5 nè. Ai lấy mảnh này chốt mã 24. 1m5 có 24.000 thôi nha mấy chị nha. Quá là rẻ luôn. 24k. Ai lấy mảnh này chốt 24 lên giúp em. Mã 24 nha mấy chị nha. Về mấy chị may đầm đẹp nè mấy chị ơi. Mã 24, 1m5, 24k. Cái này em còn mảnh dài nữa. Mấy chị muốn lấy mét thì mấy chị chốt lên cho em nha. Muốn lấy 2m về may may bộ hoặc là may gì. Thấy đang ngồi. Ai lấy mã này thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt. Trúc Lê lấy chị xem đen trắng trên xào. Đen trắng hả chị? Đây đúng chị ơi. Chị comment chị lấy bao nhiêu mét thì comment lên giúp em nha. Em thấy số của chị nè, là chị lấy cái gì thì comment lên giúp em nha chị. Lấy gì thì lấy bao nhiêu mét thì comment lên giúp em nha chị nha. 24 chị mẹ bếp nè. 24 cho chị mẹ bếp nè. Rồi em đi đơn từ 1kg nha mấy chị nha. Mấy chị cứ chốt đi. 1kg là 100.000, em đi đơn từ 1kg nha mấy chị yêu ơi. Đi đơn từ 1kg. Rồi lên cho mấy chị một cái áo nữa nè. Áo nha mấy chị nha. Đây. Cái này là satin dập chữ cho mấy chị nha, satin dập chữ với lại một mảnh bi. Đó mấy chị lấy cặp thì mấy chị chốt lên cho em, hoặc là mấy chị lấy lẻ thì mấy chị chốt bi hoặc là đỏ nha mấy chị. Lên có vải may áo nha. Dạ có chứ chị ơi, chị Thanh Hiền lên giùm em số với. Từ nãy giờ chị chưa cho em số luôn á chị. Chị chưa cho em số luôn. Chưa cho em số luôn nha chị nha. Rồi chị nào lấy cặp này thì chốt mã 34 lên giúp em. Lấy chốt 34 nha mấy chị nha. 34k hoặc là mấy chị chốt lẻ thì mấy chị chốt bi hoặc là đỏ nha mấy chị nha. Đó, cái này là lên áo thôi nha mấy chị nha. 34k nè. Ai lấy mã này chốt mã 34, cái này đẹp lắm mấy chị. Satin dập chữ cho mấy chị nha, chữ Gucci cho mấy chị nè. Đó, mấy chị chốt cặp thì mấy chị chốt lên mã 34 lên giúp em. Mấy chị chốt cặp. Ok 4m. Dạ rồi ok chị nè. Ok 4m cho chị Trúc Lệ nè. Rồi mấy chị xem lại, mấy chị cho em số điện thoại thử là đúng không luôn nha mấy chị nha. Cái nhiều lúc mấy chị cho sai hoặc là mấy chị qua Messenger á, mấy chị chấm bài lên giúp em với nha. À bi cho chị mẹ bét nè. Bi cho chị mẹ bét. Rồi mấy chị chờ em xíu, em cắt cái này xong rồi em lên tiếp nha. Bi xanh em hết bi xanh nè chị. Bi xanh để xíu nữa em coi thử còn không nha. Hình như nó còn mà nó nằm dưới đống này chị. 4m chị gì đó. Rất lệ gì đó.
Rồi chị Thanh Hiền thấy số ghi chưa? Chưa. Số chị Thanh Hiền lắm này. Bi hình như còn nhưng mà nó nằm dưới đóng nha mấy chị nha. Nó nằm dưới đóng nè. Xíu nữa có thì em lên lại cho mấy chị nha. Xíu nữa bi đã còn thì em lên lại cho mấy chị nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa bi nha mấy chị nha. Cái này cũng lụa bi nè. Lụa bi co giãn cho mấy chị. Cái này là bi trắng hay là chấm đen nha mấy chị nha. Bi nhí luôn á mấy chị. Cái này là bi nhí luôn nè. Cái này em có 2 mét nha mấy chị. Bi này nó coi thử. Bi này nó dài dạng lắm. Bi là bao nhiêu hả? Do hồi nãy em cân chung với cái kia á. 34 thì chắc cái đó nó cũng mười mấy ngàn thôi. Cỡ mười mấy ngàn thôi chị mẹ bét nè. Hai cái thì 34 thì cái đó chắc cũng mười mấy ngàn thôi. Rồi chị nào lấy bi này thì chốt 40 nha mấy chị nha. Những cái bi mà dài dặn như thế này nè mấy chị may mấy chị không sợ lộ nha mấy chị. Bi này nó dài dặn nè mấy chị may lên đồ mấy chị không sợ lộ đâu. Đó mấy chị lên áo dài gì không cần lót nha. Đẹp lắm luôn. Lụa nha mấy chị nha, 40k. 2m40 co giãn cho mấy chị luôn, co giãn tốt. Cái nào không co giãn thì em sẽ tự động nói nha mấy chị nha. Còn đa số là co giãn hết. Chị nào lấy thì chốt lên trên nha mấy chị nha. Ai lấy mã này thì chốt lên giúp em nè. Lấy thì chốt mã lên giúp em nha mấy chị nha. 40 cho chị Lâm Ngọc Huệ nè. Chị Lâm Ngọc Huệ giờ chốt được rồi nè. Hồi bữa trước chị chốt toàn là trặc không à. Chị Lâm Ngọc Huệ lên giùm em số điện thoại với nè. Bi em hết rồi mấy chị yêu ơi. Đây em còn mảnh bi này nữa nè mấy chị. Bi nhiều lắm. Đây nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy thì chốt cái này mảnh này lên áo à. Mảnh này có lên áo thôi nha mấy chị nha. Cái này lên áo thôi. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Ok mẹ bé nha. Cái này lên áo chị nào lấy thì chốt mã 22 nè. 22k nha mấy chị nha. Mã 22 nha mấy chị nha. 22k. Ai lấy mảnh này chốt 22 lên giúp em. Bi này lụa Hàng Châu nha mấy chị. Mã 22 nha mấy chị ơi. 22k. Ai lấy mảnh này à dạ em cảm ơn chị Tịnh Huệ nha, cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Cảm ơn chị Tịnh Huệ nè. 40 em hết mất rồi chị Thanh Hiền nè. Rồi ai lấy mảnh này chốt 22 lên trên nha mấy chị ơi, 22k. Ai lấy thì chốt 22, 22 chị Lâm Ngọc Huệ luôn. 22 cho chị Lâm Ngọc Huệ luôn nè. Rồi mấy chị nhớ xem thử là số điện thoại thử mấy chị cho em có đúng không nữa nha mấy chị nha. Cho em có đúng không nữa nha. Tới hồi xong rồi mấy chị qua Messenger chấm thêm một chấm luôn nha. Chấm thêm một chấm bên đó nha mấy chị, có sai số điện thoại á thì mình còn có à đây mảnh xăm nè. Mảnh bi xăm nè mấy chị. Nhưng mảnh này hơi dài nha. Mảnh này hơi dài em lên lại cho mấy chị nè, chị nào chốt được thì em bỏ nha. Mảnh này hơi dài nè, cái này em có 1m8, 1m9 gì đó nè mấy chị. Mảnh này hơi dài 1m8, 1m9 gì đó, chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã 33 nè mấy chị. 33 nha mấy chị nha, 33k nè. Ai lấy mảnh này chốt 33 lên giúp em. Lấy chốt 33 nha mấy chị nha, 33k. À ghi số chị Thanh Hiền rồi đúng không? 33k chị nào lấy thì chốt mã 33 lên giúp em nè. Lấy chốt 33 nha mấy chị ơi, 33k. Ai lấy mảnh này chốt 33 lên giúp em. Chốt 33 nha mấy chị. Chờ xíu mấy chị ơi. Nãy giờ quên luôn. Rồi ok mấy chị. Rồi 33k ai lấy thì chốt 33. 33 chị Thanh Hiền nè. 33 chị Thanh Hiền nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nữa nè. Đây em lên máy mảnh bi cho mấy chị chọn luôn nha. Lên máy mảnh bi cho mấy chị chọn luôn. Rồi lên cho mấy chị mảnh bi màu xanh đen nè. Lên mảnh bi màu xanh đen cho mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt, em chốt bên máy chủ nha mấy chị nha. Nên mấy chị đừng có giận em nha. Chị nào cũng là khách hết. Em chốt bên máy chủ nha mấy chị ơi. Đó, máy của mấy chị thì mấy chị lại lên trước. Nhưng máy của em thì nó hiện rõ ràng nên em cứ chốt theo máy chủ thôi nha. Rồi chị nào lấy thì chốt mã 39 lên giúp em. Chắc lụa bi này còn đẹp hơn cái chắc lụa bi kia luôn mấy chị. 39k chị nào lấy thì chốt 39 lên giúp em. Lấy chốt 39 nha mấy chị nha. Coi dạng 4 chiều. Chắc lụa cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Trời ơi cái bi này đẹp quá. Chắc đẹp nha mấy chị nha. 39k ai lấy thì chốt 39 lên cho em nè. Lấy chốt 39 nha mấy chị nha. 39 chị Trúc Lệ nè. 39 cho chị Trúc Lệ nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh bi màu cam nữa nè. Bi cam này hồi bữa em có mảnh dài luôn mà bán hết rồi. Em có mảnh dài luôn mà bán hết rồi. Còn đây là hàng xả mấy chị. Chị đã gọi không nghe máy nè. Rồi cái này em còn tầm hơn 4 mét á mấy chị ơi.
tầm hơn 4 mét nha. Chị nào lấy hết thì chốt, không thì mình chia ra cũng được nha mấy chị. Lấy hết thì chốt, không thì chia ra nha mấy chị nha. Rồi ai lấy mặt này chốt mã 76 lên cho em. Đó, lấy hết thì chốt 76, không thì chia ra 2 mét cũng được nha mấy chị nha. Lấy hết thì chốt 76, không thì chia ra nha mấy chị ơi. Không thì chia ra giúp em nè. Không thì chia ra nha mấy chị nha, chia ra giúp em. 76k ai lấy mặt này chốt 76 lên cho em. 76 nha mấy chị nha, 76k nè. Chị nào lấy thì chốt 76 lên giúp em nha mấy chị. Lấy chốt 76 lên cho em. Mã 76 nha mấy chị nha, 76k. Ai lấy mặt này chốt 76 lên giúp em, không thì chia nè. Không thì chia ra giúp em nha mấy chị nha, chia ra cũng được nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo này nữa, cái này đẹp lắm. Đây nha mấy chị nha, cái này là dạng lụa satin nha. Lụa satin nè, cái này mấy chị lên áo đẹp nha mấy chị nha. Lên áo cực kỳ đẹp luôn. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Em coi thử còn mảnh áo nào nữa. Thôi lên cái mảnh áo này trước đi mấy chị. Rồi chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã 20. Áo này 20 nha mấy chị nha, đẹp chưa? Ha, hình thoi nha mấy chị nha, 20k. Ai lấy mảnh này chốt 20 lên cho em. 20 nha mấy chị nha, 20k. Rồi 2 mét chị Thanh Hiền nè. 2 mét cho chị Thanh Hiền. Hình thoi là 20k nha mấy chị nha. Lấy thì chốt mã 20. Rồi ok chị Thanh Hiền 2 mét nè. Hình thoi thì mấy chị chốt mã 20 nha. Rồi bi nha cam này còn 2 mét, chị nào lấy thì cứ chốt nha. Bi cam thì em còn 2 mét nè. 2 mét hơn xíu á. Tại từng nãy là hơn 4 mét, chị Thanh Hiền cắt 2 mét rồi còn hơn 2 mét. Chị nào lấy thì chốt luôn nha. Rồi hình thoi 20k, chị nào lấy thì chốt 20 lên cho em. Lấy chốt 20, cái này đẹp quá mấy chị. Cái này mà mấy chị không chốt là tiếc, lên áo lẻ đẹp nha mấy chị nha. Lên áo lẻ đẹp nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa nè. Cái này lên áo dài được nè mấy chị. Đây nha. Lên áo dài hoặc lên bộ nè mấy chị ơi. Hoa to nha mấy chị nha. Hoa to nè. Nền này là nền màu xanh đen á mấy chị. Màu xanh đen mà xanh đen đậm luôn mấy chị ơi. Rồi cái này em còn hơn 3 mét cho mấy chị nè. Hơn 3 mét nha mấy chị nha, hơn 3 mét chị nào lấy thì chốt lên cho em, hơn 3 mét nè. Hơn 3 mét chị nào lấy thì chốt mã 50. Hơn 3 mét 50k nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt 50 lên cho em. Lấy chốt 50 nha mấy chị nha, 50k, co dạng tốt cho mấy chị luôn, 50. Mã 50 nha mấy chị ơi, 50k, ai lấy thì chốt mã 20. Cam cho chị Trúc Lệ luôn nè, cam cho chị Trúc Lệ luôn. Còn hơn 2 mét xíu chị lấy luôn nha, cho chị Trúc Lệ nè. Rồi chị nào lấy thì chốt mã 50 lên giúp em nha mấy chị ơi, 50k. Ai lấy thì chốt 50. Chốt 50 nha mấy chị ơi, 50 nè. Hoa to 50 nha mấy chị, hoa to 50. Rồi lên von cho mấy chị nè. Von nha mấy chị nha, von. Von có phối đường sọc nha mấy chị. Cái này em còn 1m9 thôi. 1m9 von nha mấy chị nha, 1m9 von. Cắt đôi gì? Cắt đôi cái cam đó. À cắt đôi cái này hả chị? Cái này cắt 1,5 mét hả chị? Phải thì chị ok lên giúp em với nha. Nếu như chị muốn cắt đôi thì em cắt đôi cho chị cũng được nè. Này đúng không chị ơi? 3 mét cắt đôi 1,5 mét đúng không chị? Phải thì chị ok em cắt cho chị nha. Rồi ai lấy mảnh này chốt mã 23. Lấy chốt 23 lên giúp em nha mấy chị nha, 23k nè. Chị nào lấy thì chốt 23. Chốt 23 nha mấy chị nha, 23k. Von nha mấy chị nha, cái này là von nha. 23k chị nào lấy thì chốt von thì mình cần phải lót nha mấy chị nha. 23k chị nào lấy thì chốt 23 lên giúp em. Lấy chốt 23 nha mấy chị nha, 23k nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị mảnh lụa nữa nè. Cái này lên áo dài vậy chắc sang lắm mấy chị. Cực kỳ sang nha mấy chị nha. Lên áo dài cực kỳ sang luôn, ai lấy thì chốt nè. Rồi cái này em có 3,5 mét. 3,5 mét chị nào lấy thì chốt lên giúp em, 3,5 mét nè. 3,5 mét nha mấy chị nha, 3,5 mét. Sao chị? Ý là cái đó cắt 1,5 mét hay sao? Cắt 1,5 mét thì em cắt cho. Rồi 3,5 mét, 3,5 mét thì em cắt đôi cũng được nha mấy chị nha. Lấy thì chốt mã 66 lên giúp em, 3,5 mét 66 nè. Chắc lụa cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị nha, lụa 75 nè. Lấy thì chốt lên giúp em mã 66k. Cái này lên áo dài rất là sang, ngoài màu nó càng đẹp hơn nha mấy chị nha. Màu ngoài càng đẹp hơn luôn. Chị nào lấy thì chốt 66 lên cho em. Lấy chốt 66 nha mấy chị nha, 66. 23 cho mẹ đơn thân. 23 3 là cái này hả? Rồi 23 cho mẹ đơn thân này, lên giùm em số điện thoại nha mẹ đơn thân nha. Cái đó là von nha chị. Cái đó là von nha chị ơi. Rồi chị nào lấy thì chốt 66 lên cho em. Mã 66 nha mấy chị nha, 66k nè. Ai lấy thì chốt 66 lên giúp em với. Lấy chốt 66 nha mấy chị nha, 66k. Chị nào lấy thì chốt mã 66 lên giúp em.
Rồi lên cho mấy chị mảnh áo này. Áo nha mấy chị nha, áo này. Rồi hai cái áo von nha mấy chị nha, hai cái áo von này, chị nào muốn lên áo von thì mấy chị chốt nha. Cái này là hai cái áo nha mấy chị nha. Một cái là không, một cái là không phải von. Một cái là dạng tầm sọc, một cái là von, mấy chị chốt vàng hoặc xanh. Nếu như mấy chị chốt lẻ thì mấy chị chốt vàng hoặc xanh giúp em nha, còn lên cặp thì 33.000 nè. Lên cặp thì 33.000 nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt 33 lên cho em. Lên cặp thì chốt 33, mẹ đăng thăng lên giùm em số nha. 33k chị nào lấy thì chốt mã 33 lên cho em nè. Mã 33 nha mấy chị nha. Không. Ủa? Ẩn comment hả ta? Không thấy trả lời hả? Từ nãy giờ con có chốt cho cô rồi mà cô Lâm Ngọc Huệ ơi. Con có chốt cho cô rồi, cô lên số điện thoại rồi mà. Còn cái kia cắt đôi á, cắt đôi thì cô có cắt không? Cái hoa nè. Con có trả lời mà, mấy chị cũng thấy em trả lời mà đúng không? Còn từ nãy giờ chốt cái gì nữa thì em không biết. Nó ẩn comment, đây nè, cái này cô nói cắt đôi nè. Cô cắt đôi thì con ok lên giúp con với nha. Cắt đôi thì ok giúp con với nè. Cái này là 3 mét mà cô cắt đôi thì ok với con, cắt đôi thì 1 mét rưỡi thôi nha. Rồi 33 cho chị Thanh Hiền nha. 33 chị Thanh Hiền nè. Rồi 33 hai áo cho chị Thanh Hiền nha. Rồi em còn cái áo lẻ màu vàng cho chị Phạm Ngân nữa nè. Chị Phạm Ngân lên giùm em số điện thoại. Chị Phạm Ngân lên giùm em số điện thoại với nè. Cái áo lẻ màu vàng cho chị Phạm Ngân nữa. Chị Phạm Ngân lên giùm em số điện thoại. Cái lẻ màu vàng cho chị Phạm Ngân. Mạnh 49 hả? Lẻ màu vàng cho chị Phạm Ngân. Em còn cái mảnh lẻ màu vàng. Rồi 49 cho Lâm Ngọc Huệ nè. 49 cho Lâm Ngọc Huệ. Cái này cho Lâm Ngọc Huệ. Rồi chị Phạm Ngân lên giùm em số điện thoại. Rồi em còn mảnh bi. Mảnh bi này người ta cũng xả nè. Mấy chị em xếp rồi nè. Mà người ta cũng xả rồi em. Lên cho mấy chị luôn nè. Bi màu vàng. Bi vàng này em có 2 mét nha mấy chị nha. 2 mét bi vàng nè. 2 mét bi vàng. Chị nào lấy thì chốt lên cho em 2 mét. 2 mét 37.000 nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt 37 lên giúp em. Co dạng tốt. Bi này mấy cái bi này lên đều chắc đều đẹp nha mấy chị nha. 37k. Ai lấy thì chốt 37 lên giúp em. Lấy chốt 37 nha mấy chị nha. 37k rồi ok chị Phạm Ngân em thấy số nè. 37k ai lấy thì chốt 37 lên cho em nè. Lấy chốt 37 nha mấy chị nha. 37k. À, mạnh 49 cô Lâm Ngọc Huệ hồi nãy là cắt 1 mét rưỡi hay là sao cô? Thôi để ngày mai gọi chốt đơn rồi con hỏi. 37k chị nào lấy thì chốt mã 37 lên giúp em nha mấy chị ơi. 37k lấy thì chốt 37 lên giúp em. Mảnh bi vàng này đẹp quá. Lên bộ đẹp nha mấy chị nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nữa nè. Cái này thì em còn tầm mà. Rồi cái này 1 mét rưỡi. Bao chắc cho mấy chị luôn cái này. Cái này bao chắc cho mấy chị nè. Nhận hàng cái này đẹp lắm mấy chị. Bao chắc cho mấy chị cái này nha. Lấy thì chốt lên giúp em mã 28. 1 mét rưỡi 28.000 cái này về mấy chị lên váy sang cực kỳ luôn. 28k ai lấy thì chốt 28 lên giúp em. Chốt mã 28 nha mấy chị nha. 28k ai lấy thì chốt 28 lên cho em nè. 28 chị Trúc Lệ nè. Bi vàng 2m37. 37 chị Thanh Hiền nè. Vải hoa to. Đó, dày không? Dạ dày nha cô Lâm Ngọc Huệ nha. Cái đó là lụa nên nó phải dày nha cô. Cái đó là lụa nên nó phải dày. Cái đó cho chị Thanh Hiền nha. Cái đó đây, chị Thanh Hiền. Còn này cho chị Trúc Lệ nè. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha. Tiếp tục nè. Nhiều mảnh đẹp lắm mấy chị. Nên cố gắng theo dõi like nha. Thì mình sẽ chọn được những mảnh đẹp nha. Lên thì đẹp có 6 có nên mấy chị cố gắng theo dõi like nha. Rồi tiếp tục nè mấy chị ơi. Ai lấy mảnh bi này thì chốt lên cho em. Rồi cái này em còn 4 mét rưỡi nè. Chị nào lấy hết thì mình chốt, không thì chia ra nha. Lấy hết thì chốt, không thì chia nè. Rồi ai lấy mảnh này chốt mã 80 nha mấy chị nha. Hơn 4 mét rưỡi. 4 mét rưỡi hơn luôn mấy chị ơi. Lấy thì chốt 80, không thì chia ra. À vậy hỏi hoa to. Dạ rồi ok cô Lâm Ngọc Huệ. Lụa thì nó dày hơn von nha cô Lâm Ngọc Huệ nha. Sao không, sao chị trợt trớt quốc hoài. Ủa vậy hả trời. Bèo thì em hết rồi nha chị Thanh Hiền nha. Rồi 80 cho chị Trúc Lệ nè. Rồi ok cô, con hủy cho cô rồi nha. Con hủy cái đó cho cô rồi. Von thì nó mỏng, còn
Ý là cô nói dày là dày sao cô? Ý là cô may cái gì vậy chứ? Nếu như cô may áo dài thì được nha, cô may bộ là được nha, chứ không phải là nói dày đuôi giống như vải áo khoác đâu, không có nha cô Lâm Ngọc Huệ nha. Có cho chị Trúc Lệ. Nói dày hơn thì không có đâu. Rồi lên cho mấy chị mảnh von này, chỉ điều là nó dày hơn von là khỏi cần lót thôi nha cô Lâm Ngọc Huệ nha. Rồi von nha mấy chị nha, von này, von thì lót nha mấy chị nha, von chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Von cái này em có hơn 3 mét này, mấy chị lấy thì chốt lên cho em này, không thì chia ra cũng được, chia thì em chia cho. Rồi 38 ngàn nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt 38. Bèo 28. Hết rồi cô Lâm Ngọc Huệ ơi, mạng cô chậm quá. Rồi lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha, lấy thì chốt lên giúp em, không thì chia ra này. Tại cái này về mấy chị may áo kiểu, áo đồ, váy gì đó thì em chia cho mấy chị 1,5 m may váy thoải mái nha. 38k chị nào lấy thì chốt 38. 3 mét hơn nha mấy chị nha, 3 mét hơn 38 ngàn này. Chị nào lấy thì chốt 38k, cái này là von nha mấy chị. Von nha mấy chị nha, 38k này. Chị nào lấy thì chốt 38 lên cho em. Lấy chốt 38 nha mấy chị ơi, 38k. Mã 38 nha mấy chị nha, 38k. Rồi lên cho mấy chị mảnh phơi lụa này. Satin nha mấy chị nha, satin cái này mềm co giãn nha mấy chị, chứ nó không có cứng đơ đâu. Mềm co giãn nha mấy chị nha, cái này em có 2 mét. 2 mét mấy chị lên pyjama mặc ở nhà đẹp này. 38 hả? Cho ai? Chị Thanh Hải chưa nhận được hàng kia mà chốt tiếp rồi hả? Ghiền quá hay sao vậy chị Thanh Hải nè? Hàng kia chưa nhận được còn nữa mà chốt tiếp luôn hả? Ghiền quá hả? Rồi tiếp tục nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Cái này lên pyjama, chị nào da trắng lên đẹp lắm nè, 33 ngàn nha mấy chị nha, 33k nè. Ai lấy cái này thì chốt 33 lên giúp em. Lấy chốt 33 nha mấy chị ơi, 33k. Ai lấy mã này chốt mã 33 lên giúp em nè. Lấy chốt 33 nha mấy chị nha, 33k. Chị nào lấy thì chốt mã 33 lên cho em. Chốt 33 nha mấy chị nha, 33k chị Thanh Hải hỏi số nha. Thanh Hải hỏi số nè. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha, tiếp tục lên cho mấy chị mảnh lụa này. Mảnh lụa này chắc mát nha mấy chị nha, lụa này chắc mát lắm luôn. Cái này em có 2 mét. 2 mét lụa nha mấy chị nha, 2 mét lụa chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã 34. Lấy chốt 34 nha mấy chị nha, 34k nè. 34k ai lấy mảnh này chốt 34 lên giúp em. Lấy chốt 34 nha mấy chị nha, 34k. Cái này có co giãn cho mấy chị luôn, 34k. Chất lụa này là chất lụa mát nha mấy chị nha. Mê vải. Chất lụa mát mấy chị ơi, đây là chất lụa mát nha mấy chị. Lấy thì chốt 34 lên giúp em, chất rất là mát luôn. Mã 34. Mã 34 nha mấy chị nha, 34k nè. Ai lấy thì chốt 34. Lấy chốt 34 lên giúp em nha mấy chị nha, 34k. Chị nào lấy thì chốt 34. Ai lấy thì chốt 34 lên giúp em. Rồi lên cho mấy chị hai cái áo nè, một cái áo chữ chữ đen, một cái áo chữ chờ neo nha mấy chị nha. Mấy chị chốt trắng hoặc đen giúp em, hoặc là lấy cặp nha mấy chị. Chốt trắng hoặc đen, hoặc là lấy cặp lên giúp em nè. Chị nào lấy cặp thì chốt lên giúp em mã 37 mấy chị ơi. Lấy cặp thì chốt mã 37 hoặc chốt trắng và đen nha mấy chị nha. Lấy lẻ thì chốt trắng và đen nha mấy chị nha. Còn chốt chốt cặp thì chốt 37. Chốt cặp thì chốt 37 nha mấy chị nha. Được. Mảnh màu hồng bông sợ sâu nhí mấy mét. Cái này hả chị? Cái này là von đó chị ơi. Cái này là von nha chị nha. Cái này chắc cũng tầm dài á chị. Cái này chắc hơi bị dài chị, em không biết bao nhiêu mét nữa. Lôi. Lôi nó hơi bị khó luôn. Chị lấy bao nhiêu mét chị? Cái này em nghĩ chắc tầm 10 mét đổ lại thôi. Rồi 37 chị Phạm Ngân. 37 em hết mất rồi chị Trúc, Trúc Lệ nè, em hết 37 rồi chị ơi. Còn nhiều mảnh lụa chữ lắm á chị. Nhiều mảnh lụa chữ lắm nha. Rồi lên cho mấy chị mảnh hoa nhí nha. Rồi lụa xích nè mấy chị, một áo lụa xích màu đỏ nè. Một mảnh hoa nhí màu nâu nè, đó mấy chị chốt cặp thì mấy chị chốt lên cho em. Không thì lấy lẻ là nhí hoặc là đỏ nha mấy chị nha, nhí hoặc đỏ nè. Chị Phạm Phạm Ngân lấy hồi nãy là hai cái áo nha chị nha, chốt cặp là hai áo đó. Rồi ai lấy mảnh này chốt 39 lên giúp em. Chốt 39 nha mấy chị nha, 39k nè. Nhí màu nâu nha mấy chị nha, nhí màu nâu nè, 39k màu đẹp lắm mấy chị. 39k nha mấy chị nha. Lấy lẻ thì mấy chị chốt đỏ nha. Cái này là xích đỏ này mấy chị, lên áo cho mấy chị luôn có co giãn nha mấy chị nha. Lấy lẻ thì mấy chị chốt đỏ. Đỏ hoặc là nhí nha mấy chị nha, nhí nha.
Còn chốt cặp thì mấy chị chốt lên giúp em mã 39 nè. Rồi nhí cho cô Lâm Ngọc Huệ nè. Nhí cho cô Lâm Ngọc Huệ nha. Còn nhiều lắm chị Thanh Liêm ơi, chọn giùm em cái khác hay là chị chọn mảnh đỏ đây không? Chọn mảnh đỏ không được không chị? Chứ nhí cô Lâm Ngọc Huệ chị chốt trước, cổ chốt trước mất rồi chị ơi. Nên thông cảm giúp em nha. Thông cảm giúp em chút nữa lên nhí khác rồi chốt tiếp nha chị nha, nhiều nhí lắm. Hay là chị chốt cái đỏ đây trước đi. Rồi xíu nữa có cái gì lên sau được không chị? Được thì chị ok lên giúp em nha chị Thanh Liêm nha. Được thì chị ok lên giúp em. Rồi có 1,5 m nha mấy chị nha, 1,5 m lụa màu vàng nè. 1,5 m lụa màu vàng, chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã 32. Lấy chốt 32 lên giúp em nha mấy chị nha, 32k nè. Dạ lấy lẻ hả chị? Dạ không đâu chị, cũng tùy mảnh thôi. Thì em bán theo ký nha chị Phạm Ngân nha, cứ là cái đó là dạng em lấy cặp á, thì em có nghĩa là em bỏ cặp lên giày thì em cân cho mấy chị cho nó nhanh. Còn như lấy lẻ lên thì tôi hồi đó thì mấy chị chốt một mảnh thì em cứ bỏ lên cân em cân thôi, 1 ký 100k xong em bỏ lên cái cân điện tử á chị. Em nhắn giá thôi. Em nhắn giá ký 100 rồi nó ra tiền bao nhiêu thì nó ra thôi. Chứ không phải là 1/2 đâu chị. Ví dụ lỡ em lên hai cặp một mảnh von hoặc một mảnh lụa thì lụa nó phải nặng hơn von chứ. Đó. Rồi chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Được thì chị Thanh Liêm ok giúp em nha chị nha. Rồi chị nào lấy vàng này thì chốt lên cho em nè. Lấy vàng thì chốt nha mấy chị nha. Lấy vàng thì chốt mã 32 lên giúp em nha mấy chị nha. 32k cái nhí vàng này chắc vô cùng đẹp nha mấy chị nha. Đẹp lắm luôn. Đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. Lấy thì chốt 32 lên giúp em, 1,5 m mấy chị may váy thoải mái luôn á. 1,5 m. Hả? Ai? Ai? Mày đơn thân. Mày đơn thân xong lên số ta. Rồi 32 chị Phạm Ngân. 32 cho chị Phạm Ngân nha. 32 chị Phạm Ngân nè. Rồi tiếp tục nè mấy chị ơi. Rồi lên cho mấy chị một mảnh nữa nè. Cái này là von nha mấy chị nha. Cái này là von. Von nhí nha mấy chị nha. Von nhí nè. Von nhí có đường nhũ nha mấy chị. Von nhí có đường nhũ nè. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Cái này em có 3 mét hơn. 3 mét hơn nha mấy chị nha. Lấy hết thì chốt, không thì chia ra. Lấy hết thì chốt, không thì chia nha mấy chị nha. 40k nè. Lấy hết thì chốt mã 40 lên giúp em. Lấy hết thì chốt 40 lên giúp em nha mấy chị ơi. 40k nè. Đây nha mấy chị nha. Lấy hết thì mấy chị chốt mã 40. 40 không thì mấy chị chia ra cho em nha mấy chị ơi. Lấy hết thì chốt 40, không thì chia. Lấy hết chốt 40, không thì chia nha mấy chị nha. Chia ra giúp em nè. Rồi nhí nè mấy chị. Lên cho mấy chị mảnh nhí nè. Cái mảnh này cũng là mảnh xẻ luôn nè. Mảnh này cũng là mảnh xẻ luôn. Chị nào lấy thì chốt lên cho em. Rồi cái này em có 2 mét hơn nhí cho mấy chị nha. Cái này may đồ người lớn đồ đẹp nè. Họ mấy chị về lên váy vậy. Đẹp lắm mấy chị. Lấy thì chốt lên cho em mã 42. Cái này hơn 2 mét nha mấy chị nha. 42k nè. Ai lấy mảnh này chốt 42 lên cho em nha. Lấy thì chốt 42 nè. Mã 42 nha mấy chị ơi. 42k. Chị nào lấy thì chốt 42 lên giúp em. Chốt 42 nha mấy chị nhân nhí 42k. Ai lấy thì chốt mã 42. Chốt 42 lên giúp em nha mấy chị yêu ơi. 42k, 42 chị Thanh Hải. 42 chị Thanh Hải nè. 42 cho chị Thanh Hải. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha, lên tiếp. Rồi lên cho mấy chị mảnh bi nè. Cái nền của nó giống như lụa satin nha mấy chị nha. Cái nền của nó giống như lụa satin. Nhưng mà cái sớ vải là xéo nha mấy chị nha. Là em không biết là chắc vải gì luôn. Cái này chắc là lụa xéo mấy chị, là lụa chéo nha mấy chị nha, lụa chéo này. Đó, bề mặt của nó bóng giống như satin mà nó xéo xéo như thế này. Lụa xéo này chị nào lấy thì chốt lên cho em. Mềm nha mấy chị nha, mềm. Rồi 6 mét nha mấy chị nha, 6,5 m nè. 6,5 m chị nào lấy hết thì chốt, không thì chia ra. Chia ra 2 mét, 1,5 m cũng được, nói chung là bao nhiêu mét thì em cắt cho mấy chị nha. Mấy chị comment lên bao nhiêu mét thì em cắt cho mấy chị. Lấy hết thì chốt lên giúp em mã 115. Mã 115 nha mấy chị nha. 115 nè. Nghe 115k nó nhiều cho mấy chị cắt mét ra. Tới 6,5 m lận nha mấy chị. Mấy chị muốn cắt 2 mét hoặc là 1,5 m gì đó thì em cắt cho. Đó. 2 mét, 1,5 m gì đó thì em cắt cho mềm co giãn nha mấy chị nha. Mềm co giãn. Mềm co giãn nha mấy chị nha. Cái này giãn 1 ký. 1 ký được 6 mét. Đây 6 mét hơn nè. Đó, chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Lấy thì chốt lên cho em nha mấy chị nha. Cái này có co giãn cho mấy chị luôn. Cái này có co giãn cho mấy chị luôn nha. Chắc mềm.
chắc mềm nha mấy chị nha. Ai lấy thì chốt lên cho em nè. Lấy thì chốt mét lên cho em nha mấy chị ơi, lấy thì chốt mét lên giúp em. Rồi mấy chị đi đâu rồi, mấy chị chấm bài lên giúp em với này. Cái này em có 1,5 m lụa chữ nè. 1,5 m lụa chữ nha mấy chị ơi, 1,5 m lụa chữ. Chị nào lấy thì chốt lên cho em, 1,5 m 30.000 nè. Chị nào lấy thì chốt 30 lên cho em nha mấy chị. Lấy chốt 30 nè. Mã 30 nha mấy chị ơi, 30k. Ai lấy mảnh này chốt 30. Lấy chốt 30 nha mấy chị nha, 30k. Chị nào lấy thì chốt mã 30 lên giúp em. Chốt mã 30 nha mấy chị nha, lụa chữ 30k. Cái này đẹp, chắc đẹp nha mấy chị. Chắc đẹp lụa chữ 30k nè. Ai lấy thì chốt 30 lên cho em. Lấy chốt 30 nha mấy chị nha, lấy chốt 30 lụa chữ 30. Lụa chữ 30 nha mấy chị nha, lụa chữ 30 nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh satin. Satin nha mấy chị nha, satin nè. Đây nha mấy chị nha, satin ô nè. Cái này em có 2 m. 2 m satin ô cho mấy chị, chị nào lấy thì chốt lên cho em. 2 m satin ô 26.000 nè. Chị nào lấy thì chốt 26 lên cho em nha mấy chị nha, 26k. Ai lấy mảnh này chốt 26, cái này co giãn nhẹ cho mấy chị thôi, 26k. Có độ đàn hồi thôi nha mấy chị nha, 26k. Đây. 26k, chị nào lấy thì chốt 26 lên cho em. Mã 26 nha mấy chị nha, 26k nè. Lấy thì chốt 26 lên giúp em nha mấy chị. Lấy thì chốt 26 lên cho em nha mấy chị ơi, 26k nè, mã 26. Mã 26 nha mấy chị nha, 26k. Ai lấy thì chốt 26. Rồi lên tiếp cho mấy chị mảnh lụa nữa nè. Mẹ bé 30. Mẹ bé 30 nè, 30 cho mẹ bé nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh áo nha mấy chị nha. Cái này là áo nè. Rồi lên cho mấy chị hai mảnh áo nha mấy chị ơi, lên cho mấy chị hai mảnh áo nè. Cái này thì mấy chị lên váy được luôn. Cái này thì mấy chị lên váy được luôn. Một cái là von, một cái là lụa nha mấy chị nha. Mấy chị lấy thì mấy chị chốt von hoặc lụa em. Chốt von hoặc lụa giúp em. Hai mảnh 38.000 nha mấy chị nha. Cái này là lụa nè. Đây, cái đây là lụa nha mấy chị nha. Lụa này lên áo được nè. 38.000 hai mảnh nha mấy chị nha. Còn đây là von. Von này 1,5 m luôn á mấy chị. Mấy chị lên váy được luôn. Lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Lấy thì chốt lên giúp em. Ai lấy mảnh này thì chốt lên nha em. Trượt mất rồi chị Thanh Liêm ơi. Mạng chậm quá luôn ấy. Trượt mất rồi. Lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha, 38k. Ai lấy mảnh này chốt 38 lên giúp em nè. Lấy chốt 38 nha mấy chị ơi, 38k. Hoặc mấy chị chốt lụa, lụa hoặc von nha mấy chị nha. Chốt lụa hoặc von lên giúp em nha. Lụa hoặc von nha mấy chị nha. Trượt nữa rồi chị Thanh Liêm ơi. Rồi tiếp tục này mấy chị ơi. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa nè. Lụa đốm nha mấy chị nha, chấm đốm nè. Lụa chấm đóm thì mấy chị nha, cái này em có hơn 2 m cho mấy chị nè. Hơn 2 m lụa chấm đóm, chị nào lấy thì chốt lên cho em, hơn 2 m. Lấy thì chốt lên cho em mã 38. 38k nha mấy chị nha, 38k nè. Ai lấy mảnh này chốt 38 lên giúp em. Tối em còn like nha mấy chị nha. Tối là 7 giờ nha mấy chị. Tối là 7 giờ nè. Chào Thùy Linh nha. Rồi ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em mã nè. Lấy thì chốt mã 38, 38 cho cô Trúc Lệ nè. 38 cho cô Trúc Lệ nè. Mấy chị cố gắng là chọn đủ đơn cho em nha mấy chị nha. À, giờ không chọn được thì tối vào chọn nha mấy chị nha. Giờ bận việc thì tối vào chọn, chia sẻ bài của trang của em và trang cá nhân nha mấy chị nha. Đó, không chọn được tối hoặc mai nha mấy chị. Mai em còn live một ngày nữa, mốt em mới chốt đơn cho mấy chị lận. Rồi lấy thì chốt mã 27 lên giúp em. Ai lấy mảnh này chốt mã 27 lên cho em nha mấy chị. 27k 2 m nè. 2 m 27.000. Cái này là chắc von nha mấy chị nha. Cái này là chắc von nha mấy chị nha. Cái này là chắc von nè. Chắc von nha mấy chị nha. Chắc von này. Chị Thanh Liêm ơi. À, giờ em nói nè, chị đừng lên số điện thoại nữa. Em có số điện thoại của chị rồi. Chị đừng lên số điện thoại nữa nha. Giờ chị chỉ lên mã thôi. Ví dụ em lên mã này là mã bao nhiêu đó thì chị chỉ lên một số thôi nha chị nha. Chị lên số điện thoại nữa là chị bấm sau người khác mất đó chị ơi. Cái này là mã 27 nè. Ví dụ 27 chị lên 27 thôi. Cái này là chắc von nha mấy chị. Đó, chị bấm mỗi chữ mỗi cái số 27 thôi là nó nhanh hơn. Chị bấm số điện thoại ra nữa là lâu mất là người ta chốt mất nha chị nha. Rồi lấy thì chốt 27 lên giúp em nè. Lấy thì chốt 27 nha mấy chị nha, 27k. Cái này là chắc von đẹp lắm mấy chị. 2 m nha mấy chị nha, 2 m von rất là đẹp luôn. Cái này đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nữa nè. Lên mã thôi nha chị nha.
mảnh là đã bị xé xéo nó chị. Nhưng mà em cắt ra thì nó lỡ vải. Rồi chị nào lấy thì lên cho em một cái áo hoặc cái đầm suông nha mấy chị nha. Lên một cái áo hoặc một cái đầm suông cho em nè. Áo hoặc là một cái đầm suông nha mấy chị. Chị nào lấy thì chốt mã 27. 27k giúp em nha mấy chị ơi, 27k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 27 lên giúp em. Mã 27 nha mấy chị nha, 27k. Ai lấy mảnh này chốt 27 lên giúp em. Chốt 27 nha mấy chị nha, 27k. Ai lấy thì chốt mã 27 nè. Mã 27 nha mấy chị ơi nha. Lấy thì chốt 27 lên giúp em. Chốt mã 27 nha mấy chị nha, 27k. Mã 27 nha mấy chị ơi, 27k nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nữa nè. Cái này em còn 2 mét. À 1m7 thôi mấy chị. Chỗ này nó bị lỗi rồi. Lỗi đường nối rồi nha. Ai lấy thì chốt lên cho em, còn 1m7 thôi nha. 1m7 chị nào lấy thì chốt lên cho em nè, 1m7. Ai lấy mảnh này chốt mã 25. Lấy chốt 25 lên giúp em nha mấy chị nha. Rồi Trịnh Huệ 27 nè. Rồi cái đó hoa thì 25 nha mấy chị nha, 25k. Ai lấy thì chốt 25. Lấy chốt 25 nha mấy chị nha, 25k 1m7 nha mấy chị. 1m7 á mấy chị ơi. Lấy thì chốt 25 lên giúp em, 1m7 25k. Ai lấy thì chốt 25. Rồi lên cho mấy chị một mảnh nè. Trời đẹp chưa? Này quá đẹp luôn á mấy chị. Chị nào nhanh tay thì chốt nha, cúc màu xanh, cúc màu trắng nền xanh. 2m nè mấy chị ơi, 2m. Lấy thì chốt lên cho em. 25 chị Thanh Hải. 25 cái này chị có nhiều lắm á chị Thanh Hải nè. Cảm ơn. À không có. Không có cái đó có ít. Cái đó chị cũng có nhưng mà có một mảnh hai mảnh, chị có lấy không nữa không? Cái đó chị có rồi ấy. Em chào chị Loan Hứa nha. Rồi ai lấy mảnh này chốt 34. Lấy chốt 34 nha mấy chị nha, 34k nè. Ai lấy mảnh này chốt mã 34 27 cho chị cô chị Trịnh Huệ. À 27 rồi sao chứ. Rồi chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha, 34k nè, 34 chị Thanh Hiền. 34 chị Thanh Hiền. Dạ rồi ok thôi, cái mảnh đi cho chị lấy lỏ ra. Chị Thanh Hải mà đi lên. Rồi chị nào lấy thì chốt 25 lên giúp em mảnh đó nha, 25 của chị Thanh Hải nè. Rồi chị nào lấy mảnh này nữa thì chốt lên cho em nha mấy chị nha. Mảnh này nó bị lỗi gì vậy trời. Rồi cái này lên áo nha mấy chị nha. Cái này lên áo nè, nó bị lẻm mất cái phần đầu nha mấy chị nha. Nó bị lẻm mất cái phần đầu như thế này nè. Nhưng mà em không cắt ra đâu mấy chị. Cắt ra thì nó xé nhiều á, là về mấy chị may áo nó thì sẽ bị lỡ mất nha mấy chị. Nó bị lẻm chút xíu thôi, mình cắt cho bằng thì nó sẽ bị lỡ mất cái phần áo. Chị nào lấy thì chốt lên cho em là 23. Lấy chốt 23 lên giúp em nha mấy chị nha, 23k. Nói chung về may áo đủ, chị nào may áo thì mấy chị chốt thôi, 23k. Cắt lụa nha mấy chị nha, 23k nè. Ai lấy mảnh này chốt mã 23. Lấy thì chốt 23 lên giúp em nha mấy chị nha, 23k. Cái này đẹp chưa? Mã 23 nha mấy chị nha, cắt lụa 23k. Cái này lên áo dễ thương nè mấy chị. Mã 23 nha mấy chị nha, 23 chị Thâm Hiền. Cái này bị lẹm xíu nha chị, bị lẹm xíu phần góc á. Lẹm xé cho nó bằng thì nó mất đi cái phần ấy rồi. Nên em không xé, em để luôn. Rồi tiếp tục nha mấy chị. Satin cho mấy chị nè. Satin nha mấy chị nha, satin hoa nè. Cái này là hoa nha mấy chị nha, hoa nha. Hoa nhưng mà nó in 3D của gì mà sao nó thấy rối tung rối mù mấy chị ơi. Cái này em có 2m nè. 2m hoa satin, lấy thì chốt. Lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị, em hết mất rồi chị Thanh Hải nè. Ai lấy mã này thì chốt mã 33 2m. 2m 33 nha mấy chị nha, chắc mềm lắm. Satin này mềm cực kỳ luôn, mềm tay, mướt tay lắm nha mấy chị. 33.000 chị nào lấy thì chốt mã 33. Ai lấy mảnh này chốt 33 lên giúp em. 33 chị ăn tiếp có chọn thêm nha chị nha. 33k chị nào lấy thì chốt mã 33 lên giúp em nè. Lấy chốt 33 nha mấy chị nha, 33k chị nào lấy thì chốt 33 lên giúp em. Mã 33 nha mấy chị nha, 33k. Ai lấy thì chốt 33. Chốt 33 nha mấy chị nha, 33. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa nè. Đây cái này đẹp chưa? Này bữa em chốt mấy chị dành quá trời luôn. Mà
cho chị kia thì chị kia chị lại không nghe máy, lại chốt cho chị đó thì chị đó lại không nghe máy. Rồi chị nào lấy thì chốt nè, ba ba chị Thanh Hải nè. Chị Thanh Hải mảnh đó chị cũng có rồi luôn ấy. Mảnh đó chị cũng có rồi. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Lấy thì chốt lên như em mẹ 43 chị Thanh Hải có rồi. Chị có lấy nữa thì chị ok, còn không thì em bỏ ra. Rồi ai lấy mảnh này thì chốt lên như em mẹ 44 nha mấy chị nha. 44k nè. Ai lấy mảnh này chốt mẹ 44 lên giúp em. À 43 nha mấy chị nha. 43k chị nào lấy thì chốt 43, 43, 44 gì cũng được mấy chị. Mã 43 nha mấy chị nha, 43k ai lấy thì chốt 43 lên giúp em. Lấy chốt 43 nha mấy chị ơi, 43k nè. Cái này đẹp cho mấy chị chắc lụa nha, có co giãn cho mấy chị luôn. Cái này đẹp. Đẹp quá à. 43k ai lấy mảnh này chốt 43 lên giúp em. Lấy chốt 43 nha mấy chị nha, 43k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 43 lên giúp em. Rồi lên tiếp cho mấy chị mảnh lụa hoa nhí nè. Lụa hoa nhí nha mấy chị nha, lụa hoa nhí mà nó làm kiểu lập lập thể mấy chị ơi, hình thoi chứ. 43 chị Thanh Hiền luôn nè. Rồi ai lấy mặt này thì chốt chị Thanh Hải, đi đâu mất tiêu rồi sao. Chào chị Bông Phạm nha. Chào chị Bông Phạm rồi thôi. Rồi ai lấy mặt này thì chốt lên cho em. Cái này em có 3 mét nè mấy chị. Hoa mà làm hình thoi nè mấy chị, đẹp chưa. Lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha. Lấy thì chốt lên giúp em. Hình thoi, hoa nhí hình thoi. Chị nào lấy thì chốt lại 49 lên cho em. 3 mét 49k, 3 mét có 49 ngàn thôi nha mấy chị. 49k nè, chị nào lấy thì chốt mã 49 lên cho em. Lấy chốt 49 nha mấy chị nha, 49k. Chị nào lấy thì chốt mã 49 lên giúp em nha mấy chị. Mã 49 nè. Mã 49 nha mấy chị ơi, 49k. Ai lấy thì chốt 49. Rồi lên cho mấy chị mảnh von nữa nè. Von này chị Thanh Hải cũng có rồi nha. Không thì chốt nữa. Nó không lại chốt nữa. Rồi tiếp tục cái này em có 2 mét nè mấy chị, 2 mét von này. Trời màu von này dễ thương quá à. Cái von này dễ thương quá mấy chị ơi, lên váy xinh lắm nè. Cái này lên váy xinh mà em nói nó nhẹ nó rẻ nữa. Lấy thì chốt lên giúp em mã. Mã 24 nha mấy chị nha, có 24 ngàn thôi. 24k chị nào lấy thì chốt mã 24. Ai lấy thì chốt 24 lên giúp em nha. Chốt 24 lên giúp em nha mấy chị ơi, 24k nè. Chị nào lấy thì chốt 24. Chốt mã 24 lên giúp em nha mấy chị, 24k. Ai lấy thì chốt 24 lên giúp em. Lấy chốt 24 nha mấy chị nha, 24k nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh beo nè. Rồi 24 chị Thanh Hiền. 24 chị Thanh Hiền nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh beo. Mảnh beo này thì bao chắc cho mấy chị luôn. Beo này em bao chắc cho mấy chị luôn. Lụa 75D nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Rồi beo này em có tặng 3,5 mét nha mấy chị. Beo này em có 3,5 mét nè. 3,5 mét chị nào lấy thì chốt lên giúp em. 3,5 mét ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em mã 50 57 nha mấy chị nha, 57k 3 mét. 3 mét có 57 ngàn thôi, chị nào lấy thì chốt mã 57 lên giúp em nè. 3 mét 57k ai lấy thì chốt 57. Lấy chốt 57 nha mấy chị nha, 57k ai lấy thì chốt mã 57 lên cho em. Trời ơi cái beo này đẹp nè mấy chị. 57 ngàn nha mấy chị ơi, 57k chị nào lấy thì chốt 57 lên giúp em nha. Lấy chốt 57 nha mấy chị nha, 57k nè, đẹp quá. Cái beo này rờ xuống tay quá. 57 ngàn nha mấy chị nha. 57 chị Thanh Hiền luôn nè. À 57 chị Thanh Liêm nè. 57 chị Thanh Liêm trước. Chị Thanh Liêm trước nha. 57 chị Thanh Liêm. Thanh Liêm với Thanh Hiền nằm sát. Rồi tiếp tục nha mấy chị ơi. Lên cho mấy chị mảnh áo nha. Cái này là áo này em hết rồi nha chị Cúc Lệ nha. Rồi hai áo này mấy chị. Đó, hai áo. Mấy chị chốt nhí. Nhí với xanh nha mấy chị nha. Chốt nhí với xanh nếu như mấy chị lấy lẻ nha, còn cặp nè. Cặp mấy chị chốt cặp thì chốt 33 lên cho em. Hết 57 mất rồi mẹ bếp nè. Mạng của mẹ bếp chậm quá. Rồi mấy chị chốt cặp thì mấy chị chốt mã 33 nha, không thì mấy chị chốt nhí, nhí hoặc xanh lên cho em. Đó. Nhí hoặc xanh nha mấy chị nha. Đây là hai cái áo nha mấy chị. Đó, hai cái áo. Mấy chị chốt cặp thì mấy chị chốt 33, không thì nhí xanh. Đây là tầm sọc nha mấy chị nha. Đây là tầm sọc nè. Nhí này là tầm sọc nha mấy chị. Lấy thì chốt lên giúp em. Nhí. Nhí cho cô Trịnh Huệ nè. Bông Phạm em hết 57 rồi chị Bông Phạm ơi. Nhí cho chị Trịnh Huệ nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh này nè. Cái này mấy chị lấy thì mấy chị kèm mép lên nha.
Cái này 2 mét 35 ngàn này mấy chị. Mấy chị muốn lấy 1 mét rưỡi hoặc là 2 mét gì đó thì tùy ý nha. 2 mét của nó là 35 ngàn. Đó, là mấy chị muốn lấy ba ba hết rồi mềm bét ơi, còn có mảnh thôi. Nhí cho đưa cho cô Trịnh Huệ mất rồi. Chị lấy cái đây không? Lấy cái đây thì ok nha. Còn không tí nữa em lên cặp khác. Rồi 2 mét là 35 ngàn nha mấy chị nha. 35 kèm mét. Mấy chị lấy 2 mét thì là 35 ngàn. Hoặc là mấy chị kèm mét lên 1 mét rưỡi, 2 mét rưỡi, 3 mét gì đó thì mấy chị kèm lên giúp em nha. Cái này em có mảnh dài nha mấy chị. Cái này là satin phối chữ, phối dập chữ cho mấy chị đẹp lắm luôn. Cái này sang cực kỳ luôn nha mấy chị. Cái này về mấy chị may váy em nói sang lắm luôn, thiệt sự luôn á. Màu vàng lên trắng da. Mấy chị lấy thì mấy chị kèm mét nha. Mấy chị comment là vàng, vàng kèm mét lên giúp em. Vàng kèm mét nha mấy chị ạ nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị mảnh này nè. Ai lấy mảnh này thì chốt satin nè. Satin nha mấy chị nha, chắc mát cực kỳ luôn, 1,5 m. Chắc mát cực kỳ luôn, 1,5 m. Chị nào lấy thì chốt lên cho em mã 22, 1,5 m có 22 ngàn thôi. Em nói bảo đảm mấy chị nhận cái Dior này về mấy chị. Ghiền cho chắc luôn. Chắc của nó vừa phải mà mát cực kỳ luôn nha mấy chị, mát rưỡi luôn á. Lấy thì chốt lên cho em nè, 22 ngàn thôi. 1,5 m có 22 ngàn thôi nha mấy chị nha. Em tính lấy cái may áo mặc mát quá. 22k, chị nào lấy thì chốt mã 22 lên giúp em. Lấy chốt 22 nha mấy chị nha, màu cũng đẹp luôn, 22k. Ai lấy thì chốt 22 lên cho em. Ai lấy thì chốt 22 nha mấy chị nha, 22k. 22k chị. Một mảnh thôi, tại cái đó có hai ba mảnh gì đó. Mảnh dưới á. Rồi chị nào lấy 22 nữa thì mấy chị chốt nha. Cái đó em còn nha mấy chị, 22 đó em còn nha mấy chị ơi, 22 đó em còn. Chị nào lấy thì cứ chốt nha. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa cúc màu này nè. Trời ơi đẹp chưa mấy chị ơi. Chị nào nhanh tay thì chốt nha, chốt mã lên giùm em nha. Chờ em đọc mã rồi chốt mã nha mấy chị ơi. Rồi cái này em có gần 3 mét đó mấy chị. Cái này em có gần 3 mét, chị nào lấy thì chốt nè. Ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em mã 50. Gần 3 mét 50 ngàn, chị nào lấy thì chốt 50. Chốt 50 lên giúp em nha mấy chị nha, 50k. Đẹp chưa? Mã 50 nha mấy chị nha. Ai lấy thì chốt 50 lên giúp em. Chốt 50 nha mấy chị nha, 50k. Chị nào lấy thì chốt 50 lên cho em nè. Mã 50 nha mấy chị nha. Cúc màu xanh. À nền xanh nha mấy chị nha. Nền xanh hoa màu trắng này. 50k, ai lấy thì chốt mã 50 lên cho em. Chốt mã 50. Rồi nhí màu đen. Bao chắc cho mấy chị cái nhí này luôn nè. Chắc đẹp nha. Rồi cái này em còn 2 mét. 50 chị Thanh Hải. 50 chị Thanh Hải nè. Rồi nhí màu đen nè mấy chị, cái này em còn 2 mét. 2 mét nhí đen, chị nào lấy thì chốt lên cho em mã 29. Lấy chốt 29 nha mấy chị nha, 29k. Ai lấy mã này chốt mã 29 nè, chấm bài cho em đi mấy chị. Chấm bài cho em với. 29k, chị nào lấy thì chốt mã 29 lên giúp em. Lấy chốt 29 nha mấy chị nha, 29k. Ai lấy mảnh này, à thằng này em nói lên 15 người em sẽ tặng cho mấy chị một mảnh đúng không? Rồi để em kiếm mảnh này em tặng cho mấy chị nè. Chị nào lấy thì chốt mã 29 cho chị Thanh Hiền. 29 chị Thanh Hiền. Lấy thì chốt 29 nha mấy chị nha. À 29 chị Thanh Hiền, em quên. Rồi lên cho chị Thanh Hiền. Tạm ta, chốt chưa? À không phải, 29 chị Trịnh, à, Thanh Hiền đúng rồi, Thanh Hiền lên trước, Thanh Hiền lên trước. Rồi tặng lên nha mấy chị nha, mấy chị chốt mã tặng lên giúp em. Chốt mã tặng, cái này là tầm sọc ở ngoài, cái màu của nó đẹp nha mấy chị nha, không xấu đâu. Mã tặng, chị nào lấy chốt mã tặng, cái này là mảnh áo nha mấy chị nha, mấy chị chốt mã tặng lên giúp em. Lên giùm em mã tặng nha mấy chị ơi, lên giùm em mã tặng, mấy chị chia sẻ bài lên giúp em với. Chia sẻ bài lên giúp em, rồi lên cho mấy chị mã tặng nè. Mã tặng nha mấy chị nha, mã tặng nè. Mã tặng này mấy chị ơi, mấy chị lên mã tặng giùm em với nè. Tặng nha mấy chị nha, tặng. Lên giùm em mã tặng nha mấy chị ơi, mã tặng. 29 giùm hết nha bếp ba ơi. Tặng nha mấy chị ơi, tặng nè. Mấy chị lên mã tặng giùm em. Tặng một mảnh cho chị Thanh Hải. Tặng mảnh cho chị Thanh Hải nè. Bấm mã tặng vô nè. Tặng em hết mấy chị ơi. Mấy chị đẩy lên, mấy chị chia sẻ bài giúp em đi, chia sẻ bài giúp em tăng lượt view nữa thì em sẽ tặng cho mấy chị. Mấy chị cứ yên tâm đi nè. Mỗi chị cho em một nút chia sẻ, nó đâu có tốn kém gì đâu. Nó đâu có tốn kém đâu mấy chị. Cho em một nút chia sẻ đi mấy chị, chia sẻ vào hội nhóm nè. Rồi em còn beo nè mấy chị. Thằng nãy chị nào chưa chốt được thì mấy chị chốt nha. Em còn beo nè mấy chị.
ngoại quá thôi, có mấy chị chốt beo luôn ấy. Em coi thử beo này còn dài này, mấy chị chia cũng được nha. Rồi beo này em còn 4 mét luôn á mấy chị ơi. Beo này em còn 4 mét luôn nha. Chị nào lấy thì chốt, không thì mình chia ra nè. Chị nào lấy thì chốt, không thì chia nha mấy chị nha. Chia sẻ bài giúp em với mấy chị. Rồi ai lấy mảnh này chốt mã 60, 4 mét 60 ngàn nha mấy chị nha. Trời ơi 4 mét có 60 ngàn thôi, 2 mét có 30 rồi mấy chị. 2 mét có 30 ngàn rồi. Đó chị nào lên thì chốt hết giúp em mã 60 nè. Không thì chia nha mấy chị nha, không thì chia buồn. Buồn hả? Buồn chị Phạm Thanh chia sẻ cho em rồi. Chị Phạm Thanh chia sẻ cho em rồi nè. Rồi mấy chị chia sẻ giúp em với. Chị Thanh Hiền này chia sẻ giúp em với nè. Rồi ai lấy mảnh này thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha. 60 chị Thanh Hiền luôn nè. 60 chị Thanh Hiền mảnh beo 4 mét nè. Chị Thanh Hiền. Rồi xíu nữa em coi thử còn mảnh beo nào không thì lên nha mấy chị nha. Rồi lên cho mấy chị mảnh này, bảo đảm là chắc đẹp luôn. Đây nha mấy chị nha, lên áo dài siêu đẹp, lên váy siêu đẹp. Cái này thì không lên bộ được nha mấy chị. Hết rồi mẹ bét ơi, mạng của mẹ bét chậm quá nè. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha, lên cho mấy chị. Cái này là mấy chị lên váy, lên áo dài nha, chứ không lên bộ được nha mấy chị. Chắc satin. Rồi cái này em còn 4 mét. 4 mét nha mấy chị yêu. 4 mét nè. Lấy hết thì chốt, không thì chia bao chắc cho mấy chị mặn đó luôn, đẹp tuyệt vời. Lấy hết thì chốt thôi em. Rồi lên cho em mã 61 nha mấy chị nha. 61. 60 thôi nhưng mấy chị lên mã 61 cho khỏi lộn mã trên nha. 61 nè. Hơn 4 mét 61 ngàn chị nói chốt mã 61 lên giúp em. Chắc vô cùng đẹp luôn. Lấy hết thì chốt, không thì chia ra nha. Lấy hết thì chốt, không thì chia nha nè mấy chị ơi, lấy hết thì chốt, không thì chia giúp em với. 61 cho chị Trịnh Huệ nè. 61 cho chị Trịnh Huệ nha. Cho chị Trịnh Huệ nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Rồi em còn mảnh bi. Trời mảnh bi này thằng nãy có mấy chị chốt luôn ấy. Chạy á mấy chị, chập xong nó lòi lòi lên nè. Nhiều lúc có mấy mảnh mấy chị chốt trượt, nhưng mà chốt nữa nó cũng lòi lên. Rồi cái này em có 2 mét bi xanh chai nè mấy chị ơi. 2 mét bi xanh chai nha. 2 mét bi xanh chai, chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã 36. 2 mét 36k. Ai lấy mảnh này chốt mã 36. Cái này dạng như giống như chắc đuổi vậy mấy chị ơi. Mấy mảnh mà từng nãy xanh chai mà mấy chị chốt được á là chắc đuổi nha mấy chị nha, lụa đuổi nha mấy chị. Lấy thì chốt lên giúp em. Bi xanh cho cô Trịnh Huệ luôn nè, cho chị Trịnh Huệ luôn nè. Rồi áo nha mấy chị nha, áo. Áo này mấy chị ơi, áo. Hai cái áo. Ui cha, cái mảnh này á. Chắc đẹp quá. Em u cha, u cha cái chắc á mấy chị. Cái nền vải cũng đẹp nhưng mà chắc cũng đẹp luôn. Rồi cái này em có 2 mét này mấy chị ơi. Cái này em có 2 mét. Rồi mấy chị đi đâu hết rồi? 2 mét ai lấy mảnh này chốt mã 38 lên giúp em. 2 mét 38 nha mấy chị nha, 38k, hoặc là mấy chị chốt đen, hoặc mấy chị chốt nhí lên cho em. Chốt đen hoặc chốt nhí nha mấy chị nha, chốt đen hoặc chốt nhí lên cho em nè. Chốt đen hoặc chốt nhí nha mấy chị ơi, chốt đen hoặc nhí lên cho em. Không thì chốt cặp nha mấy chị nha, không thì chốt cặp lên giúp em nè. Cặp nha mấy chị nha, cặp là 38 ngàn. Lấy thì chốt 38 này giúp em nha mấy chị ơi, 38k. 38k nhí hoặc đen nha mấy chị nha, nhí hoặc đen nha mấy chị nha. Cái chất này đẹp vô cùng luôn mấy chị ơi, chất này đẹp quá. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha, lấy thì chốt lên cho em. Ai lấy mặt mai thì chốt lên cho em. Nhí hoặc đen nha mấy chị. Nhí hoặc đen giúp em nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị mảnh này nữa nè. Ai lấy cái này thì chốt lên cho em nha mấy chị nha. Cái màu này đẹp nè mấy chị. Chị nào lấy thì chốt. Cái này em có 2 mét nha mấy chị ơi. Cái này em có 2 mét. Ai lấy mảnh này thì chốt nè. Lấy thì chốt lên giúp em. Chị nào lấy thì chốt mã lên giúp em mã 45. Ai lấy thì chốt 45 nha mấy chị nha. 45k. Đen cho chị Thanh Liêm. Ok chị này, chắc đen đẹp lắm chị. Chắc đen đẹp, đẹp vô cùng luôn ấy. Đen chị Thanh Liêm này. Rồi chị nào lấy thì chốt 43 lên giúp em mảnh này nha mấy chị nha. Mảnh này em cũng bao chắc cho mấy chị luôn. Thanh Liêm nha. 43k chị nào lấy thì chốt 43 lên giúp em. Lấy chốt 43 nha mấy chị nha. 43 mấy chị khách mới qua Messenger chấm cho em một chấm nha mấy chị. 43k chị nào lấy thì chốt 43 lên giúp em.
lấy chốt mã 43 nha mấy chị. Chốt 43 nha mấy chị nha. Chốt 43 em hết rồi nha chị Trúc Lệ nha. Hay là chị lấy cái nhí này không? Lấy thì ok lên giúp em với nè chị Trúc Lệ nè. Chị lấy cái nhí này thì ok. Lên giúp em nha chị Trúc Lệ nè, chứ Thanh chị Thanh Liên chốt đen mất rồi chị ơi. Chị Thanh Liên chốt đen mất rồi nè. Rồi qua mẫu khác cho mấy chị nha. Đây, thằng này mạnh chữ màu đen này, chị nào trượt này. Nó hơi khác xíu thôi. Rồi ai lấy mặt này thì chốt lên giúp em. Cái này em có 1,5 m nha. Cái này em có 1,5 m nè. 1,5 m. Ai lấy mặt này thì chốt lên cho em 1,5 m. 28.000. 28k. Ai lấy mặt này thì chốt mã 28. Lấy chốt 28 nha mấy chị nha. 28k. Chị nào lấy thì chốt mã 28 lên giúp em 1,5 m. 1,5 m. 28k. Ai lấy thì chốt 28. 28 nha mấy chị nha. 28 chị Trúc Lệ nè. 28 chị Trúc Lệ nha. 28 cho Trúc Lệ nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị mảnh họa tiết nè. Họa tiết này đẹp nha mấy chị ơi. Họa tiết này đẹp nè. Chút nữa xuống like mấy chị vào Messenger chấm cho em 1 chấm nha mấy chị nha. Trời ơi em nói miết luôn ấy. Chấm cho em 1 chấm, lỡ sai số thì còn Messenger nha mấy chị. Chứ mấy chị chốt hàng nhiều lúc mấy chị vô tình cho số sai á, em nói thiệt cho chốt một đống hàng luôn, xong rồi em gọi không được. Trời ơi tức chết luôn mấy chị ơi. Thiệt luôn á, mà trong khi nhiều người khác thì chốt lại đâu có. Nhiều chị khác chốt thì lại không có mấy chị. Đó, em nhớ nhiều mảnh mấy chị lên. Nhiều chị chốt không có thì đến hồi gọi cho em chốt được cho mấy chị thì mấy chị lại gọi cho mấy chị lại không nghe máy. Nên mấy chị thương tình mua hàng thì qua Mixer chấm cho em 1 chấm hoặc là cho em đúng số nha mấy chị nha. Rồi 67.000 này, chị nào lấy thì chốt mã 67. Chốt 67 lên giúp em nha mấy chị nha, 67k. Rồi ok mẹ bếp này, em thấy tin nhắn của mẹ bếp rồi nè. Đó mấy chị chỉ cần chấm cho em 1 chấm thôi. Rồi 4m nha mấy chị nha, 4m. Ai lấy mặt này thì chốt lên giúp em. Chào Trần Thị Lệ nha, thẻ tim quá trời. 4m nha mấy chị nha, lấy hết thì chốt, không thì chia ra nha. Rồi 67 chị Trúc Lệ nè. Đó mấy chị chốt nhiều mấy chị qua Messenger chấm bài lên giúp em nha. Chấm lên giúp em với này. Chấm thương tình thì chấm chấm lên giúp em với. Rồi lên cho mấy chị một mảnh bay to này mấy chị ơi. Cảm ơn mẹ bếp nha. Rồi ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em. Cái này em có 1m8 mấy chị ơi. Cỡ 1m8 nha. 1m8 này, ai lấy mảnh này thì chốt lên giúp em 1m8. Ai lấy thì chốt lên cho em mã này. Rồi cái này 32 mấy chị. 1m8 32k. Ai lấy mảnh này chốt mã 32. Lấy chốt 32 lên giúp em nha mấy chị ơi. 32k. Chị nào lấy thì chốt 32. Cái này co giãn 4 chiều cho mấy chị luôn nha. 32.000. Chị nào lấy thì chốt 32 lên giúp em. 32 chị Trúc Lệ luôn. 32 chị Trúc Lệ nè. 32 chị Trúc Lệ nè. Mo 2 chị Trúc Lệ. Rồi lên cho mấy chị một mảnh áo hoa nhí nha. Một mảnh áo hoa nhí nè. Chị nào lấy mặt này thì chốt lên cho em hoa nhí. Hoa nhí 17.000. Chị nào lấy thì chốt mã 17 lên giúp em. Lấy chốt 17 nha mấy chị nha. 17k hoa nhí. Cái này là cái áo nha mấy chị nha. Đó mấy chị nhắm lên áo được thì mấy chị chốt cho em cái áo nha mấy chị. 17k. Ai lấy thì chốt mã 17 lên giúp em. Mã 17. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo này nữa nè. Lên cho mấy chị mảnh áo nha mấy chị nha. 17k cho chị Trịnh Huệ nè. 17k cho Trịnh Huệ. Cái áo này nữa nha mấy chị nha. Cái này về mấy chị phối trên cái đường tay cũng được nè mấy chị. Phối trên đường tay cũng được nha. Rồi chị nào lấy thì chốt mã 20. Chắc lụa nha mấy chị ơi. Cái này là chắc lụa nha. 20. Lấy chốt 20 nha mấy chị nha. 20 mấy chị ơi. Mã 20 lên giúp em. Cái này mấy chị phối đường tay lên cũng đẹp nè mấy chị. 20 cái này về mấy chị làm thợ may nha mấy chị. Tự thiết kế nhiều cái đẹp lắm. Rồi lên tiếp cho mấy chị mảnh lụa màu xanh nữa nè. Từ nãy hình như cái này màu vàng hay sao á, mà mấy chị chốt không có. Giờ cái này màu xanh này mấy chị 1,5 m nè. Thoải mái cho mấy chị lên một cái váy luôn nha. 1,5 m. 1,5 m. Ai lấy mảnh này chốt mã 32. Lấy chốt 32 lên giúp em nha mấy chị nha. 32k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 32 lên cho em. Mã 32 nha mấy chị ơi. 32k. Ai lấy thì chốt 32. Lấy chốt 32 nha mấy chị nha. 32k. Mẹ, 32 cho mẹ bé. 20 cho chị Thanh Liên. Thanh Liên 20. Mẹ bé
xíu nha mấy chị nha. Rồi qua mẫu khác cho mấy chị nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh này nữa nha. Chị nào lấy thì chốt nè. Ai lấy mảnh này thì chốt như em. Cái này em cũng lên áo cho mấy chị luôn. Chị nào lấy thì chốt với em mã 18 nè mấy chị. Lấy chốt 18 lên cho em nha mấy chị ơi. 18k. Chị nào lấy thì chốt mã 18 lên cho em. Lấy chốt 18 nha mấy chị nha. 18k nè. Mã 18 nha mấy chị nha. 18k co giãn tốt cho mấy chị luôn. Có 18 ngàn thôi. Lấy thì chốt 18 lên giúp em. Áo nha mấy chị nha. Có 18k thôi. Ai lấy thì chốt 18. Lấy chốt 18 nha mấy chị nha. 18k. Lên cho mấy chị mảnh satin nè. Hoa nha mấy chị nha. Lên áo nha mấy chị. Hoa nha mấy chị nha. Hoa nè. Lên áo. Cái này là không. Để coi. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em mảnh áo nè. Cái này là đường cây của nó nha mấy chị nha. Đây. Đường cây của nó nha mấy chị. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em mảnh áo nè. Ai lấy áo này thì chốt lên cho em. Áo nha mấy chị nha. 16k. Satin 16. Lấy thì chốt mã 16 lên giúp em nha mấy chị ơi. 16k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 16. Chốt 16 nha mấy chị nha. 16k. Ai lấy mảnh này chốt 16 lên cho em. Mã 16 nha mấy chị nha. 16k nè. Chị nào lấy thì chốt 16. Chốt 16 nha mấy chị nha. 16k. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo nhí nữa nè. Áo nhí nha mấy chị nha. Áo nhí nè. Ai lấy áo nhí này thì chốt lên cho em nha. Áo nhí. Áo nhí này 21.000. Chị nào lấy thì chốt 21. 21k áo nhí nha mấy chị nha. Em có đọc rõ số chất với lại là số mét nha mấy chị nha. Cái nào lên áo thì mấy chị nhắm lên áo thì mấy chị chốt nha. Không thì lỡ mấy chị thấy đẹp của mấy chị chốt. Ai ngờ về nó mấy chị may bộ mà em gửi cho mấy chị có cái áo à. Mấy chị lại la em nữa nha. À, cái này em nói đủ áo thì chị lên đủ cái áo thôi. Còn cái nào lên được đồng xuông thì em nói luôn á mấy chị. Rồi ok mẹ bét nha. Ok mẹ bét nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa này. Mấy chị nhìn cái vải này thôi. Ngoài màu nó nhạt vậy thôi. Nhưng mà trên line nó nhạt vậy thôi. Chứ ở ngoài nó chắc. Cái màu của nó đậm hơn nha mấy chị nha. Mà nó đẹp lắm. Lấy thì chốt lên như em. Cái này em có 2 mét. Nhìn giống như xuống màu nhưng không phải. Cái màu của nó là như vậy nha mấy chị. Lấy thì chốt lên cho em nè. Lấy thì chốt lên cho em mã 38. Màu nhã nhặn lắm mấy chị ơi. 38k. Ai lấy thì chốt mã 38 lên giúp em. Lấy chốt 38 nha mấy chị nha. 38k nè. Mã 38 nha mấy chị. Chị nào lấy thì chốt 38 lên giúp em nha mấy chị ơi. 38k nè. Ai lấy mặt này chốt 38 lên giúp em. Mã 38 nha mấy chị. 38k. Chị nào lấy thì chốt 38 lên giúp em nha. Lấy chốt 38. Lấy chốt 38 nha mấy chị nha. 38k. Ai lấy thì chốt mã 38. Rồi lên cho mấy chị hai cái áo nè. Mấy chị chốt lẻ thì mấy chị chốt đen và đỏ nha mấy chị nha. Không thì chốt cặp nè. Cặp là 30 nha mấy chị nha. Cặp là 30. Cặp là 30 nha mấy chị ơi. Cặp là 30 nè. Một mảnh vàng nha mấy chị ơi. Một mảnh vàng nè. Một mảnh vàng với một mảnh đỏ nha mấy chị nha. Hoa đỏ. Đó mấy chị lấy thì mấy chị chốt 30 lên giúp em cặp. Còn không thì vàng hoặc đỏ nha mấy chị. Vàng hoặc đỏ lên giúp em nha mấy chị ơi. Đó. Ai lấy thì chốt 30 lên giúp em hai cái áo này nha. Không thì vàng hoặc đỏ nha mấy chị. Vàng hoặc đỏ giúp em. 30 chị trút lệ luôn nè. 30 cho chị trút lệ hai cái áo nhưng chị trút lệ nha. 30 chị trút lệ nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh hoa. Lụa hoa nha mấy chị nha. Lụa hoa nè. Hết rồi vết ba nè. Rồi nó bị đường nối ở chính giữa nha mấy chị nha. Cái này nó bị đường nối ở chính giữa nè. Đây nha mấy chị. Đó. Đường nối ở chính giữa em bán rẻ cho mấy chị luôn. Cái này em bán rẻ cho mấy chị luôn nha. Mấy chị nhắm may về mấy chị cân đó. Mấy chị may được cái gì thì mấy chị may nha. Để em cân lên rồi em bán cho mấy chị. Rồi cái này là 32 ngàn nè mấy chị ơi. Em lấy mấy chị 25 ngàn nha. 32 em lấy mấy chị 25 nè. Đó mấy chị lấy thì mấy chị chốt 25 lên cho em. Lấy thì mấy chị chốt 25 nha mấy chị nha. Đo mét dài ra thì được 2 mét đó mấy chị. Đo mét dài ra thì được 2 mét nha. Nhưng mà bị đường nối 25 nha mấy chị nha. 25k. Bị đường nối ngay chỗ khúc mà được 1,5 m nè. Nó nối tới khúc 1,5 m. Còn 50 phân này nó nối ra nè mấy chị. Đó mấy chị lấy thì mấy chị chốt mã 25 lên giúp em. Chốt 25 nha mấy chị nha. 25k. Bị đường nối nha mấy chị nha. 32 mà em lấy 30 lấy 25 thôi nha mấy chị. Mấy chị lấy thì mấy chị chốt mã 25 lên giúp em. Chốt 25 nha mấy chị ơi. Chốt 25. Chốt 25 lên giúp em. Rồi chị nào lấy thì chốt mã này giúp em nha mấy chị ơi.
Đây nha mấy chị. Phôn theo hạt nổi nè. Cái này em còn 3 mét phôn theo hạt nổi nha mấy chị, 3 mét. Cái này về mấy chị may váy xinh lắm, may váy cho bé rồi. 25 chị Trịnh Huệ nè, rồi bấm cái số 25 vô để hồi họ lỡ cân quên cân lên nè. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha. Rồi 39.000 này, ai lấy mảnh này chốt 39 lên giúp em. Lấy chốt 39 nha mấy chị nha, 39k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 39. Kia vôn thơ hạt nổi màu trắng này mấy chị về lên đầm xinh lắm mấy chị ơi. 39k chị nào lấy thì chốt 39 lên cho em. Lấy chốt 39 nha mấy chị nha, 39k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 39 lên cho em. Chốt 39 nha mấy chị nha, 39k. Rồi lên cho mấy chị mảnh vôn hoa nè. Vôn hoa nha mấy chị nha, cái này dễ thương nè. Về mấy chị may váy rất là đẹp luôn. Hoặc lên áo gì cũng được nha mấy chị nha. Vôn hoa dễ thương chưa? Cái này em có hơn 2 mét cho mấy chị. Cái này em có hơn 2 mét, chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Hơn 2 mét 35.000, chị nào lấy thì chốt 35. 35 nha mấy chị nha, 35k. Hơn 2 mét nha mấy chị, 35k. Chị nào lấy thì chốt mã 35. Cái này mà về mấy chị may một cái váy dài đi biển cực kỳ đẹp nha mấy chị nha. May một cái váy dài đi biển cực kỳ đẹp luôn. Chị nào lấy thì chốt mã 35 lên cho em. Lấy chốt 35 nha mấy chị ơi, 35k. Ai lấy thì chốt mã 35 của hai cái kia đâu. Mỗi cái kêu một đứa lên. 35k chị nào lấy thì chốt 35 lên giúp em. Lấy chốt 35 2 giờ rồi kìa. 35k chị nào lấy thì chốt mã 35 lên giúp em. Rồi von nha mấy chị nha. Von này. Von nha mấy chị ơi, von chị nào lấy thì chốt lên giúp em von. Cái này em có 2 mét von nha mấy chị nha, gần 2 mét đó mấy chị. Gần 2 mét mấy chị ơi, chị nào lấy thì chốt lên cho em gần 2 mét nè. Gần 2 mét chị nào lấy thì chốt mã 22. 22k nha mấy chị nha, 22k von này, chị nào lấy thì chốt 22 lên cho em. Lấy chốt 22 nha mấy chị nha, 22k. Ai lấy mã này chốt mã 22 nè. Lấy chốt 22 lên giúp em nha mấy chị nha, 22k, chị nào lấy thì chốt mã 22. Mấy chị im ru hết vậy mấy chị ơi, 22k. Chị nào lấy thì chốt 22 lên giúp em nha mấy chị. Lấy chốt 22 nè. Mã 22 nha mấy chị nha, 22k lên cho mấy chị mảnh áo nè. Áo nhí nha mấy chị nha, áo nhí. Cái này là áo, chị nào lấy thì chốt áo lên giúp em 15k. Áo 15k, chị nào lấy thì chốt 15 nha mấy chị. Lấy chốt 15 nha mấy chị nha, 15k nè. Chị nào lấy thì chốt 15 lên giúp em. Lấy chốt 15 nha mấy chị ơi, 15k. Ai lấy thì chốt mã 15. Ai lấy thì chốt mã 15 nha mấy chị nha, 15k nè. Mã 15 nha mấy chị nha, 15. Chốt 15 lên giúp em, 15 cho mẹ bé. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo nhí này nữa nha. Áo nhí này nữa nè, chị nào lấy thì chốt luôn. Áo nhí chị nào lấy thì chốt lên cho em mã 18. 18k áo nha mấy chị nha, 18k. Ai lấy thì chốt mã 18. 18 nha mấy chị nha, 18k nè. Chị nào lấy thì chốt. Cái mảnh này hơi nhỏ mấy chị. Mảnh này lớn nè. Đó, mảnh nhỏ, cái này chắc 90 phân rồi mấy chị ơi. Hơi nhỏ em phải nói với mấy chị không rồi. Rồi cái này 17k. Để em coi được bao nhiêu phân nha mấy chị ơi. Sợ nhỏ về. Rồi 90, à gần 1 mét mấy chị. Gần 1 mét. Rồi cái này 17k, chị nào lấy thì chốt mã 17 nè. 17k nha mấy chị nha, 17k. Cái nào 15 hết rồi chị Trịnh Huệ ơi, 15 hết. 15 hết mất rồi chị Ấm Tuyết nè. Rồi cái này 18k nha mấy chị nha. Cái này 18k nhưng mà còn gần 1 mét đó mấy chị. 5 phân nữa được 1 mét nha. Còn cái này là cái này là 17k nè. Cái này là 17, cái này là 18 nha mấy chị nha. Em gặp hơi lộn xộn. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Rồi 18k. 18k cái này đúng không chị? Đây. 18k chị Trịnh Huệ nè. Cái màu đen đen chút. 18k còn đây 17k nha mấy chị nha. Em đọc hơi lộn xộn, mấy chị thông cảm nha. Bị vấp. Rồi tiếp tục nè mấy chị ơi. Ủa sao mấy cái mảnh này nó sao tốn toàn mảnh ngắn không vậy? Rồi tiếp nha mấy chị nha, tiếp nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo nữa nè mấy chị ơi, lên cho mấy chị mảnh áo nha. Chị nào lấy thì chốt lên cho em áo nè. Hai áo nha mấy chị nha, hai áo nè. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Cái này là tầm sọc nha mấy chị nha. Cái này là tầm sọc. Còn cái này là xốp nha mấy chị nha, lụa xốp nè. Lấy cặp thì chốt lên giúp em.
Trần Huệ 17 nữa hả? Vậy là hai cái luôn hả chị Trần Huệ? Hai cái luôn đúng không? Rồi chị nào lấy thì chốt mã 35. Một cái tầm mấy chị chốt tầm nè. Một cái xốp như mấy chị nha, mấy chị chốt tầm hoặc chốt xốp lên giúp em. Một cái tầm, một cái xốp như mấy chị nha, hoặc là mấy chị chốt cặp thì mấy chị chốt mã lên cho em nha. Chốt cặp thì chốt mã lên giúp em, chốt cặp thì chốt mã 35 lên giúp em nha. Tầm hoặc xốp nếu như mấy chị chốt lẻ nha. Còn không thì chốt 35 lên cho em, 35. Màu lợt. Màu lợt à, vậy là bỏ cái đen ra sao? Bỏ cái đen ra. Rồi bỏ cái này ra cho chị nè đúng không? Ok chị Trịnh Huệ nè. Em đọc cái nó bị nhầm. Rồi qua mẫu nữa nha mấy chị nha, qua mẫu nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh sọc nè mấy chị ơi, lên cho mấy chị mảnh sọc nha. Chị nào lấy thì chốt nè. Lên cho mấy chị mảnh sọc, ai lấy sọc này thì chốt. Dạ rồi ok chị nè. Lên cho mấy chị mảnh sọc, cái sọc này cũng đẹp nha mấy chị nha. Chéo ra lụa chéo nha. Cái này là lụa chéo nè, chị nào lấy thì chốt lên cho em lụa chéo nè. Cái này em còn hơn 5 mét đó mấy chị ơi. Lấy hết thì chốt, không thì chia ra. Lấy hết thì chốt, không thì chia nha mấy chị nha. Lấy hết thì chốt, không thì chia giúp em nè. Lấy hết thì chốt, không thì chia nha mấy chị ơi. Rồi, cái này 100 ngàn nha mấy chị nha. Cái này là 100k đó, mấy chị lấy hết thì mấy chị chốt, không thì mấy chị chia ra giúp em nha. Hơn 5 mét luôn hả mấy chị. Lấy hết thì chốt, không thì chia giúp em. Lấy hết thì chốt, không thì chia nha mấy chị nha. Lấy hết thì chốt, không thì chia. Lấy hết thì chốt, không thì chia nha mấy chị nha. Sọc nè 100k, lấy hết thì chốt mã 1100. Không thì chia ra giúp em nha mấy chị. Không thì chia ra giúp em nè. Không thì chia nha mấy chị ơi. Không thì chia. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa nè mấy chị ơi. Lên cho mấy chị mảnh lụa nè. Cái này 2m 37 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 37 lên giúp em. Lấy thì chốt 37 nha mấy chị nha, 37k. Ai lấy mảnh này chốt mã 37. 37 nha mấy chị nha, 37k nè. Chị nào lấy thì chốt 37 lên giúp em. Lấy chốt 37 nha mấy chị nha, 37k. Ai lấy mảnh này chốt mã 37 lên giúp em. 2m 37 ngàn nha mấy chị. Chị nào lấy thì chốt 37 lên giúp em nè. Co giãn tốt cho mấy chị luôn nha, 37k. Rồi thanh liêm 37k nè, 37 em còn, chị nào lấy thì cứ chốt nha, 2m là 37 ngàn. 2m là 37 nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì cứ chốt lên giúp em, hoặc là chốt mét lên giúp em cũng được nha mấy chị. Em còn, chị nào lấy thì cứ chốt nha mấy chị ơi. 37 em còn nha mấy chị. Lấy thì cứ chốt lên giúp em, 37k nè. Mã 37 nha mấy chị ơi, 37k. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa hoa này nữa nè. Lên cho mấy chị mảnh lụa hoa nha mấy chị nha. Lên cho mấy chị mảnh lụa hoa. Ai lấy lụa hoa này thì chốt lên cho em. Cái này 2m 34 ngàn. Chị nào lấy thì chốt 34. 2m 34. Lụa xốp 2m 34, ai lấy thì chốt 34 lên cho em lụa xốp nha mấy chị nha. Cái này là nó dài sang đẹp nha mấy chị. Họ lên váy nha mấy chị nha. 2m 34k, ai lấy thì chốt 34 lên giúp em. Lấy chốt 34 nha mấy chị nha, 34k. Chị nào lấy thì chốt mã 34. Chốt 34 lên giúp em nha mấy chị ơi, 34k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 34 lên cho em. Chốt mã 34 nha mấy chị ơi. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nữa nè. Cái này 2m hả mấy chị ơi, 2m 35 ngàn nè. Chị nào lấy thì chốt 35. Lấy chốt 35 lên giúp em nha mấy chị nha, 35k. Ai lấy mảnh này chốt mã 35. 35k lụa nha mấy chị nha, 35k lụa nè. Chị nào lấy thì chốt 35 lên giúp em nha. Lấy chốt 35 nha mấy chị nha, 35k. Chị nào lấy thì chốt mã 35 lên cho em. Chốt 35 nha mấy chị nha, 35k. Ai lấy thì chốt 35. Mã 35 nha mấy chị nha, 35k nè. Ai lấy thì chốt 35 lên giúp em. Lấy thì chốt 35 nha mấy chị ơi, 35k. Chị nào lấy thì chốt 35 lên giúp em nè. Mã 35 nha mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nữa nè. Hoa nha mấy chị nha, chắc lụa luôn. Chắc lụa luôn nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt 36 lên cho em. Mã 36 nha mấy chị nha, 36k. Ai lấy mảnh này chốt 36 mấy chị đi đâu hết rồi.
36k chị nào lấy thì chốt 36 nha mấy chị nha. Cái này có co giãn cho mấy chị luôn, chắc lụa 36k này. Ai lấy mảnh này chốt 36 lên giúp em nha mấy chị ơi, 36k. Chị nào lấy thì chốt 36. Lấy chốt 36 nha mấy chị nha, 36k này. Ai lấy mảnh này chốt mã 36. Mã 36 nha mấy chị nha, 36k. Lấy thì chốt 36 lên giúp em. Rồi em lên cho mấy chị mảnh von nha mấy chị nha. Von chắc đẹp luôn, dày dặn cho mấy chị luôn. Von chắc đẹp dày dặn, chị nào lấy thì chốt mã 20. Chị nào lấy thì chốt mã 29 lên giúp em nha mấy chị nha, 29k 2 mét này. Cái này 29.000 nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt 29 lên cho em. Lấy chốt 29 nha mấy chị nha, 29k. Ai lấy mảnh này chốt mã 29. Cái đó là von nha mấy chị nha, nhưng mà von dày dặn luôn á mấy chị. Von dày dặn nha mấy chị nha, von dày dặn luôn nha. Đó, cái chị mấy chị lên áo dài đẹp luôn. Cái này là von đó mấy chị. Lên áo dài thì mấy chị không cần phải lót đâu. Không lót nha mấy chị nha, không lót. Lên áo dài không lót, hoặc mấy chị lên áo lẻ cũng không lót. Lấy thì kèm mét lên cho em. Mảnh này em dài nha. Mảnh này em dài nè, chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị ơi, lấy thì chốt lên giúp em. Rồi lên cho mấy chị một mảnh hoa nhí hình thoi nè. Nhí hình thoi nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt lên cho em. Nhí hình thoi. Nhí hình thoi chị nào lấy thì chốt mã 50. 50 nha mấy chị nha, 50k. Cái này em có tầm 3 mét đó mấy chị, 50k. Chị nào lấy thì chốt 50 lên giúp em. Nhí hình thoi 50, 3 mét mấy chị ơi. Nhí hình thoi 30k, à 50k. Chị nào lấy thì chốt 50. Lấy chốt 50 nha mấy chị nha, chắc lụa cho mấy chị nè, 50k. 50k nha mấy chị ơi. Ai lấy mảnh này chốt 50. Ai lấy thì chốt 50 nha mấy chị nha, 50 nè. Mã 50 nha mấy chị. Mã 50 nha mấy chị nha, 50k. Ai lấy thì chốt 50. Mã 50 nha mấy chị nha. Lấy thì chốt 50 lên giúp em. Rồi lên cho mấy chị mạnh lên áo nè. Áo nha mấy chị nha, áo nè. Chị nào lấy áo thì mấy chị chốt áo lên giúp em. Áo lụa nha mấy chị nha, cái này là chắc lụa nè. Chị nào lên áo thì chốt áo nha mấy chị nha. Rồi lấy thì chốt mã 15 lên cho em. Ai lấy mạnh này chốt mã 15 nè. Chị nào lấy thì chốt mã 15, chào anh Thi. 15k nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt mã 15. Chốt 15 lên giúp em nha mấy chị ơi, 15k. Mã 15 nha mấy chị. Ai lấy thì chốt mã 15. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von lon màu nè. Von lon màu nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt lên cho em. Von lon màu. Ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em mã nè. Chị nào lấy thì chốt mã, chốt mét lên giúp em nha mấy chị nha. Cái này mấy chị chốt mã, chốt mét lên giúp em. 2m 25.000, chị nào lấy thì chốt 25. Lấy chốt 25 nha mấy chị ơi, 25k. 2m có 25.000 thôi nha mấy chị. Lấy thì chốt 25 lên cho em. Lấy chốt 25 nha mấy chị nha, 25k hoa nhí này. Lên cho mấy chị một mảnh hoa nhí nha mấy chị nha, hoa nhí. Hoa nhí này em còn 2m nha mấy chị nha, 2m hoa nhí này. 2m hoa nhí, chị nào lấy thì chốt lên cho em mã này. 2m ai lấy mảnh này chốt mã 33, 2m 33k. Chị nào lấy thì chốt mã 33 lên giúp em. Lấy chốt 33 nha mấy chị ơi, 33k. Chị nào lấy thì chốt mã 33. Chốt 33 lên giúp em nha mấy chị. Chốt 33 nè, có ai không đủ đơn. Chốt 33 nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt 33 lên giúp em. Mã 33 nha mấy chị nha, 33k. Ai lấy mảnh này chốt 33. Ai lấy thì chốt 33 lên giúp em nha mấy chị nha, 33 cho cô Lâm, cho cô Lâm Ngọc Huệ nè. 33 cho cô Lâm Ngọc Huệ nè. 33 cho cô Lâm Ngọc Huệ. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Chờ em chút xíu. Rồi lên cho mấy chị một mảnh áo nè. Đây, áo màu xanh nha mấy chị nha, với lại một cái von. Đó. Chốt cặp lên giúp em nha mấy chị ơi, chốt cặp lên giúp em. Cặp nha mấy chị nha. Cặp này nhẹ nè. Rồi cặp này có 27.000 thôi. Trời ơi, cặp này có 27. Mấy chị chốt thì mấy chị chốt xanh nè. Xanh hoặc là đen nha mấy chị nha. Nếu mấy chị chốt lẻ lẻ nha. Còn chốt cặp thì chốt lên giúp em. Cặp thì chốt 27 lên cho em nha. Hai áo chỉ có 27.000 thôi. Hai áo 27. Cái này là von nha mấy chị nha. Cái này là von nè. Von nha mấy chị nha. Cái này là von.
Đây đây là von nha mấy chị. Đây là von nhí nha mấy chị nha, đây là von nhí nè. Còn đây là lụa nhí nha mấy chị nha. Đó mấy chị chốt xanh hoặc mấy chị chốt đen lên giúp em nha. Chốt xanh hoặc chốt đen nha mấy chị ơi, chốt xanh hoặc chốt đen. Chốt cặp thì mấy chị chốt mã 27 lên cho em. Chốt cặp thì mấy chị chốt mã 27 nha mấy chị nha, 27k. Rồi lên tiếp cho mấy chị mảnh nhí nữa nè. Lên tiếp cho mấy chị mảnh nhí nữa nè. Rồi cái này em còn mét 8 thôi. Lụa nha mấy chị nha, lụa nhí đen. Lụa nhí đen chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Mã 32, 1m8 32.000. Chị nào lấy thì chốt mã 32, đen là von nha cô Lâm Ngọc Huệ nha. Đen là von. Đen cho cô Lâm Ngọc Huệ nè, đen là von. Rồi 32k nhí đen này, chị nào lấy thì chốt 32. Lấy thì chốt 32 lên giúp em nha mấy chị ơi, 32k. Ai lấy thì chốt 32. Ai lấy thì chốt 32 nha mấy chị nha, 32k. Chị nào lấy thì chốt mã 32. Chốt mã 32 nha mấy chị nha, 32k nhí nè, chị nào lấy thì chốt mã 32 lên giúp em. 32 chị Lâm Ngọc Huệ nè. Ba em còn mảnh chị nào lấy thì cứ chốt nha. 32 em còn một mảnh. Chị nào lấy thì cứ chốt nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa vân da rắn bao chắc. Mảnh này cho mấy chị luôn, chắc vô cùng đẹp nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt. Chị nào lấy thì chốt nha mấy chị nha. Cái này em còn đủ lên một cái áo cho mấy chị nè. Chị nào muốn lên đầm suông thì mấy chị chốt nha. Vân da rắn bao chắc cho mấy chị luôn. Lên cái áo rất là ngầu luôn á mấy chị. Rất là cá tính luôn nha. Chị nào lấy thì chốt mã 24. 24 nha mấy chị nha, 24k. Ai lấy mảnh này chốt 24 lên giúp em. Lấy chốt 24 nha mấy chị nha, 24k. Ai lấy thì chốt 24. Chốt 24 nha mấy chị ơi, 24k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 24 lên giúp em. Vân da rắn nha mấy chị nha, 24k nè. Chị nào lấy thì chốt 24 lên giúp em nha mấy chị. Lấy chốt 24. Nhiều ghê. 24 nha mấy chị nha, 24k nè. Ai lấy thì chốt 24 lên giúp em. Rồi lên cho mấy chị mảnh beo. Beo là áo nha mấy chị nha, beo này là áo. Rồi nhí. Nhí này cũng áo luôn. Mấy chị chốt beo hoặc là mấy chị chốt nhí nha. Beo hoặc nhí, còn cặp là cặp là 29.000 nha mấy chị nha, cặp là 29.000. Cặp là 29 nha mấy chị ơi, cặp là 29. Chốt lẻ thì beo hoặc nhí. Chốt lẻ là beo hoặc nhí giùm em nha mấy chị. Cặp là 29. Quá rẻ luôn mấy chị ơi, thiệt sự luôn. Beo hoặc nhí nha mấy chị nha, beo hoặc nhí nè. Beo hoặc nhí giúp em nha mấy chị yêu ơi, beo hoặc nhí giúp em. Beo hoặc nhí lên giúp em nha mấy chị, còn cốt chốt cặp là 29 nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh LV nữa nè. LV nha mấy chị nha. Cái này em còn 3m rưỡi. 3m rưỡi lụa chữ LV họa tiết nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã. Mã 58 nha mấy chị nha. 3m rưỡi nó có 58.000 thôi. Chị nào lấy thì chốt mã 58, mai chốt hàng gửi hình qua nha. Lấy thì chốt lên giúp em nhí 32. Rồi ai lấy mảnh này thì chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Lấy thì chốt. Mai con chưa có chốt đơn nữa cô Lâm Ngọc Huệ ơi. Mai con còn like một ngày nữa nha cô Lâm Ngọc Huệ. Mai con còn like một ngày nữa nha cô Lâm Ngọc Huệ ơi. Mốt con mới chốt đơn lận. Hay là con muốn chốt luôn. Nếu như một cô muốn chốt luôn thì con chốt luôn cho cô. Chứ ngày mai con còn like một ngày nữa. Còn cô muốn chốt trước thì con chốt trước cho cô nha. Chốt trước cho cô nha. Qua Messenger chấm cho con một chấm nha. Rồi ai lấy mảnh này thì chốt lên với em mã 58 nha mấy chị nha, 58k hơn 3m nè. Hơn 3m 58.000 nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt mã 58 lên giúp em. 58 nha mấy chị nha, 58k. Ai lấy mảnh này thì chốt mã 58, mốt không mới chốt đơn nha cô. Muốn chốt trước thì chốt trước nè. 58k chị nào lấy thì chốt 58. Cái này đẹp mà mấy chị không chốt thì mấy chị. Chắc cũng đẹp mà nền cũng đẹp luôn nè. Cái này đẹp mà. 58k. Chị nào lấy thì chốt mã 58, không thì em cắt 1m rưỡi hoặc là 2m thì cho mấy chị nha. Cái này 3m rưỡi lận nha. Cái này 3m rưỡi lận luôn. Đó, chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Lấy thì chốt, không thì em cắt cho. Cắt ra cho mấy chị nè. Cắt ra cho mấy chị nha. Rồi tiếp tục nè mấy chị ơi, tiếp tục. Lên cho mấy chị một mảnh von lót này. Một mảnh von lót nha mấy chị nha, một mảnh von lót này. Đây nha mấy chị.
Ai lấy mảnh thì chốt nè, cái này em có tầm 2 mét. 2 mét vô lót màu xanh coban, chị nào lấy thì chốt mã 26. Mã 26 nha mấy chị nha, 26k vô lót màu xanh coban này. Mã 26 nha mấy chị. 26k vô lót màu xanh coban. Vô chân phong nha mấy chị nha. Đâu mảnh lộn lộn một mảnh lót trong này không biết. 26k chị nào lấy thì chốt mã 26 lên giúp em. Rồi lên cho mấy chị một mảnh vàng này. Trời ơi, cái vàng này giống như cái đỏ hồi nãy mấy chị, chắc cũng đẹp luôn. Cái này chắc cũng đẹp luôn, cái này em còn 3 mét. Đấy, ngủ không có gì. Hả? Hỏi không trả lời đó. Rồi ai lấy mảnh này chốt mã 48 lên giúp em nha mấy chị ơi, 48k. Chị trời ơi, ngồi mà nó trao đảo luôn. Chóng mặt. 48k chị nào lấy thì chốt mã 48 lên giúp em nha mấy chị ơi, 48k ai lấy mặt này chốt 48. Lấy chốt 48 nha mấy chị nha, 48k chị nào lấy thì chốt mã 48 lên cho em. Mã 48 nha mấy chị nha, 48k nè. Ai lấy thì chốt 48. Lấy chốt 48 mặt này nha mấy chị nha. Rồi cái mặt này đẹp nè mấy chị, giống mặt đỏ hồi nãy nha, 48k. Chị nào lấy thì chốt mã 48 lên cho em. Lấy chốt mã 48 nha mấy chị ơi. Lấy thì chốt mã 48 này. Rồi lên cho mấy chị mảnh bi. Bi màu xám. Bi màu xám thì mấy chị nhăn màu xám này. Ai lấy bi màu xám này thì mấy chị chốt nha. Cái này em còn 2 mét bi xám này. 2 mét bi xám, ai lấy bi xám này thì chốt lên cho em 2 mét. 2 mét chị nào lấy thì chốt lên cho em mã 40. 2 mét 40 nha mấy chị nhăn, 2 mét 40, ai lấy thì chốt 40 lên giúp em. Chốt mã 40 lên giúp em nha mấy chị ơi, 40k. Mã 40 nha mấy chị. Chị nào lấy thì chốt 40. Cho miếng đó. Miếng vòng qua em kia rồi. 40k chị nào lấy thì chốt mã 40. Cho hai ba cục đá vô nữa. 40k chị nào lấy thì chốt 40 rồi. Cho mấy đứa kia đi ngủ hay không là lên đây. 40k ai lấy mặt này thì chốt mã 40 lên giúp em nha mấy chị nha. 40k chị nào lấy thì chốt 40 lên cho em. Mã 40 nha mấy chị ơi, 40k này. Ôi mấy chị im ru. Sao mấy chị im ru vậy mấy chị? Rồi bao chắc cho mấy chị mảnh đây luôn, lụa nha mấy chị nha. Lụa em bao chắc cho mấy chị mảnh này luôn nè, mảnh này đẹp nè mấy chị. Này quá trời đẹp luôn. Cái này là chắc áo, cái này là áo nha mấy chị nha. Mấy chị chốt là lá nè. Lá hoặc là vằn nha mấy chị nha. Hai cái áo. Hai cái áo mấy chị chốt lá hoặc là vằn lên giúp em. Lá hoặc vằn nha mấy chị nha, chốt cặp thì là 40.000. Chắc lụa đẹp nha mấy chị nha. Hai cái này chắc lụa đẹp luôn, bao chắc cho mấy chị luôn. Đó mấy chị lấy thì mấy chị chốt lá hoặc vàng giúp em. Lá hoặc vàng giúp em nha mấy chị nha. Hoặc là 40. Bao chắc cho mấy chị luôn. Còn ở cái cặp này là đẹp rồi mấy chị. 40k nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt mã 40. Ai lấy thì chốt 40 lên giúp em nha mấy chị ơi. Lấy thì chốt 40 lên giúp em. 40 cho chị Ánh Tuyết nè. 40. Rồi 40 cho Ánh Tuyết. 40 cho chị Ánh Tuyết. Chị Ánh Tuyết hồi bữa là có đơn rồi đúng không chị? Phải chị Ánh Tuyết nào, không phải chứ đúng không? Phải thì ok là giúp em với nha. Ủa ai cho? Mấy kia đâu? Ngủ. Này. Thôi đi ngủ đi. Ánh Tuyết làm cái đôi bì mới ghi chữ Ánh Tuyết khỏi số không được. Phải chị Ánh Tuyết thì chị ok lên giúp em với nha. Rồi ok. Rồi lên cho mấy chị mảnh vôn hoa này. Cái này cũng lên áo cho mấy chị luôn. Vôn hoa nha mấy chị nha. Vôn hoa. Vôn hoa nha mấy chị ơi. Vôn hoa với mảnh văn da rắn này. Cũng hai mảnh von luôn. Hai mảnh von luôn nha mấy chị nha. Hai mảnh von. Chị nào lấy thì chốt lên dây mã 29 nè. Mấy chị chốt lẻ thì mấy chị chốt nhí nha. Nhí hoặc là vàng. Đó. Nhí hoặc là vàng nha mấy chị nha. Nhí hoặc vàng. Còn chốt cặp thì chốt hết lên giúp em mã 29. Chốt 29 nha mấy chị nha. Nhí hoặc vàng 29 lên giúp em. Chốt cặp thì chốt 29 nè. Không thì nhí hoặc vàng lên cho em nha mấy chị ơi. Nhí hoặc vàng lên cho em. Hai mảnh von nha mấy chị nha. Cái đó là hai von. Hai von nha mấy chị ơi. Hai von này. Mảnh này nhỏ mấy chị. Mảnh nó nhỏ quá đi. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo nữa nha. Lên cho mấy chị mảnh áo nè. Rồi hai áo nha mấy chị nha. Mấy chị chốt xanh.
xanh hoặc là nhí lên cho em nha mấy chị nha. Xanh hoặc nhí mấy chị ơi, xanh hoặc nhí, chị nào lấy thì chốt lên giúp em mẹ 40. Xanh hoặc nhí lấy thì chốt mẹ 40 lên giúp em nha mấy chị, lấy thì chốt 40 lên giúp em. Lấy thì chốt 40 lên cho em nha mấy chị ơi, lấy thì chốt 40 lên giúp em với. 40k nha mấy chị ơi, 40k. Ai lấy thì chốt 40 lên giúp em với nè. Mẹ 40 nha mấy chị nha, 40k. Ai lấy thì chốt 40 lên giúp em. Chốt 40 nha mấy chị nha, 40k. Chị nào lấy thì chốt 40 nha mấy chị. Là xanh hoặc là nhí nha mấy chị nha, xanh hoặc nhí, hai mà nó đẹp mà mấy chị không chốt hả? Xanh hoặc nhí nha mấy chị ơi. Rồi lên cho mấy chị một mảnh chữ Dior này màu xanh này. Cái này mấy chị lên áo nó tuyệt vời luôn, mấy chị đẹp lắm. Chị nào lấy thì chốt lên cho em mã nè. Rồi cái này 33.000 một mét rưỡi mấy chị ơi, lên một cái váy rất là đẹp luôn, 33k. Ai lấy mảnh này chốt 33. Chị nào lấy thì chốt mã 33 lên giúp em nha mấy chị nha, 1,5m 33k nè. Rồi cái này đẹp mà mấy chị không chốt, ủa quá. 33 nha mấy chị nha, 33k hả? 33k xanh, xanh cho Lâm Ngọc Huệ nè. 33k chị nào lấy thì chốt mã 33. Rồi cái này sang cực kỳ đúng không mấy chị ơi. 33k chị nào lấy thì chốt 33 lên cho em. Lấy chốt 33 nha mấy chị nha, 33k. Cái này có co giãn tốt luôn á mấy chị, 33k. Cái này mà về mấy chị lên một cái váy em nói rất là sang luôn, thực sự luôn, 1,5m nha. 33k màu đen nữa, nhìn nó bóng rất là sang luôn. Mã 33 lên giúp em. Lấy thì chốt mã 33 lên cho em. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa này. Lụa nha mấy chị nha, lụa cái này em còn 1,6m nè. Lụa 1,6m chị nào lấy thì chốt lên giúp em. 1,6m 23.000 chị nào lấy thì chốt mã 23. 1,6 23k chắc lụa nha mấy chị nha, 23k 1,6 này. 1,6 lấy thì chốt mã 23 lên giúp em. Lấy chốt 23 nha mấy chị ơi, 23k chị nào lấy thì chốt mã 23. Chị nào lấy thì chốt mã 23 nha mấy chị nha, 23k. Ai lấy mã này chốt mã 23 lên cho em. Mã 23 nha mấy chị nha, 23k này. Ai lấy thì chốt 23 lên giúp em nha mấy chị, 23k. Chị nào lấy thì chốt 23. Mấy chị xin chấm 3 lên giúp em, thanh liêm 23. Chấm chấm lên cho em đi mấy chị. Trời ơi. Rồi lên cho mấy chị mảnh hoa nhí nè. Màu vàng mấy chị ơi, nhí vàng nha. Nhí vàng, cái này là áo mấy chị. Cái này là áo nha mấy chị nha, áo nè. Cái này là áo nha mấy chị nha. Rồi hai áo nha mấy chị nha, hai áo nè. Hai áo mấy chị chốt đỏ hoặc là nhí lên cho em. Chốt đỏ hoặc nhí lên giúp em nha mấy chị nha. Rồi 40. Lấy chốt 40 lên giúp em nha mấy chị ơi, 40k. Lấy thì chốt mã 240. Dạ chắc lụa chị ơi. Lụa nha. Chắc lụa nha. Em chào chị Trang Lê nha. Chấm bài lên giúp em với chị Trang Lê nè. Chấm chấm lên cho em với chị. Mấy chị không mua á, mấy chị cũng cho chấm chấm lên cho em một chấm đi mấy chị. Rồi 40 nè mấy chị ơi, mấy chị chốt 40 lên giúp em. Mã 40 nha mấy chị nha, 40 mấy chị chốt cặp á, cặp thì là 40 nha mấy chị nha, cặp thì là 40. Còn không thì mấy chị chốt lẻ thì mấy chị chốt đỏ nè. Rồi Lâm Ngọc Huệ 40 nè, hai mảnh áo cho chị Lâm Ngọc Huệ nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh bi nè mấy chị ơi, bi màu đỏ nha. Bi màu đỏ chị nào lấy thì chốt lên cho em. Cái này em còn 1,9m đó mấy chị ơi, 1,9m gần 2m nha. 1,9m gần 2m, chị nào lấy thì chốt lên cho em. 1,9m gần 2m, 33.000. Chị nào lấy thì chốt mã 33 lên cho em. Lấy chốt 33 nha mấy chị nha, 33k nè. Chị nào lấy thì chốt 33. Mã 33 nha mấy chị ơi, 33k. Ai lấy mảnh này chốt mã 33. Em chào chị Úc Trần Thị Úc nha. 33k, ai lấy mảnh này chốt mã 33. Lấy chốt 33 lên giúp em nha mấy chị. Chốt mã 33 lên giúp em nha mấy chị ơi, 33k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 33 lên cho em. Bi 33 nha mấy chị nha. Bi 33k, ai lấy thì chốt mã 33 lên cho em nữa nè. Mã 33 nha mấy chị ơi, 33k. 33 nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt 33. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh lụa nữa nè. Ai nha mấy chị nha, lụa nè. Ai lấy lụa này thì chốt có chữ LV nha mấy chị ơi.
Lụa này có chữ LV cho mấy chị này, chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Đây nha mấy chị nha. Có chữ LV, ai lấy mặt này thì chốt lên cho em mã này. Rồi cái này em có 3,5 m nha mấy chị nha, 3,5 m có chữ LV thiệt là to luôn mấy chị. 3,5 m cái này về mấy chị may ra giường là đẹp nha mấy chị. May ra giường là đẹp nè. Chị nào lấy thì chốt lên cho em. Ai lấy thì chốt lên giúp em mã 62. May ra giường thì mấy chị nhanh lấy thì chốt 62 lên giúp em 3,5 m 62k. Chị nào lấy thì chốt 62 lên giúp em nha mấy chị ơi. Lấy thì chốt 62. Mã 62 nha mấy chị nhanh 62k. Chị nào lấy thì chốt 62 nè. Chốt 62 nha mấy chị nhanh 62k. Và shop của em ở Con Tum nha chị Út Trần Thị Út ơi. Shop của em ở Con Tum. Trời ơi, nó bị ẩn comment đó. Từ nãy giờ chị comment mà em không thấy luôn. Ẩn comment nha mấy chị ơi, mấy chị thông cảm nha, ẩn comment. Rồi lấy thì chốt mã 62, shop em ở Con Tum nha chị, shop em ở Con Tum. Ẩn comment nha mấy chị mà em, ẩn comment em thấy luôn ấy. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa Gucci nè. Lên cho mấy chị mảnh lụa Gucci nha, chị nào lấy thì chốt. Lụa Gucci cái này em còn 1,5 m, lụa Gucci màu đỏ này. Lụa Gucci màu đỏ 1,5 m, ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em 1,5 m. Chị nào lấy thì chốt lên cho em mã 28. Ai lấy mảnh này chốt 28 lên cho em mã 28 nha mấy chị nha, 28k. Ai lấy mảnh này chốt 28 lên giúp em. Lấy chốt 28 nha mấy chị nha, 28k. Chị nào lấy thì chốt 28. Chị nào lấy thì chốt mã 28 nha mấy chị nha, 28k nè. Ai lấy mảnh này chốt 28 lên giúp em. Chốt 28 nha mấy chị nha, 28k. Ai lấy thì chốt mã 28 nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh nè. Trời ơi cái mảnh này đẹp quá mấy chị. Đây. Cái này là von cát nha mấy chị nha, von cát. Von cát thì nó dày dặn và nó mềm rũ lắm mấy chị. Von cát á nó rất là dày dặn và nó mềm rũ nha mấy chị nha. Mát nữa. Chị nào lấy thì chốt lên cho em nè. Ai lấy mảnh này thì chốt lên giúp em. 2 m. Rồi 2 m 49 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 49 lên giúp em. 49k nha mấy chị nha, bao chắc nha mấy chị cái này luôn, thiệt sự luôn mấy chị nhận rồi. Cái này đẹp lắm mấy chị ơi. 49k chị là lấy thì chốt 49 lên giúp em. Mã 49 nha mấy chị nha, 49k. Ai lấy mặt này chốt 49. Lấy chốt 49 chào Điệp Vận nha, chào Điệp Vận. 49k chị nào lấy thì chốt mã 49 lên cho em. Ai lấy thì chốt 49. Ai lấy thì chốt 49. Cái này hơn 2 m mấy chị ơi. Mày đem cắt cái phần lỗi này ra cho mấy chị nha. Cắt phần lỗi ra thì không tới 49.000 đâu mấy chị ơi. Để xé bớt cái phần lỗi. Cái này đẹp lắm mấy chị ơi, thật sự luôn ấy. Rồi chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã 49, mấy chị cứ chốt mã 49 giùm em nè. Mã 49 nha mấy chị nha. Cái này đẹp quá chừng rồi chị không chốt. Ai? 49k. Chốt 49 đúng không? Ok. 2 m. Rồi chị nào lấy mảnh này thì chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mảnh này thì chốt lên cho em mã. Lấy thì chốt lên cho em mã 28 mảnh này nha mấy chị nha. 28 lụa chữ Gucci nè. 28k lụa chữ Gucci. Chị nào lấy thì chốt mã 28. 49 bỏ cho bà chủ đi tặng rồi nha. Bỏ cho bà chủ đi tặng rồi. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo von này mấy chị ơi. Cái này mấy chị lên váy được luôn chứ áo gì mấy chị. Cái này em có 1,5 m nè. Cái này 1,5 m nha mấy chị nha, 1,5 m. Ai lấy mặt này thì chốt lên cho em 1,5 m. 1,5 m 19 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 19 lên cho em. Lấy chốt 19 nha mấy chị nha, 19k. Ai lấy mặt này chốt 19 lên giúp em nè. Mã 19 nha mấy chị nha, 19k. Chị nào lấy thì chốt mã 19 nè. Chốt 19 lên cho em nha mấy chị nha, 19k. Ai lấy mặt này chốt 19. Ai lấy thì chốt 19 nha mấy chị nha. Ai lấy thì chốt 19 nè. Chị nào lấy thì chốt mã 19 lên giúp em. Mã 19 chào Ánh Thi. Mã 19 nha mấy chị nha, 19k. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo nha mấy chị nha. Lên cho mấy chị mảnh áo nè. Áo nha mấy chị nha, 2 áo. Hai áo nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt lên cho em 2 áo nè. Một cái là tầm sọc nha mấy chị nha, một cái là lụa nha.
một cái là tầm sọc, một cái là lụa, chị nào lấy thì chốt lên giúp em nè. Rồi hai cái là 38.000, chị nào lấy thì chốt mã 38, hoặc là mấy chị chốt xanh hoặc đen. Xanh hoặc đen nha mấy chị nha, chốt hai cái thì 38.000, hoặc là xanh đen nha mấy chị nha, hoặc là xanh hoặc là đen. Hoặc là xanh hoặc là đen, chốt mã 38 lên giúp em. Lấy cặp thì chốt mã 38 nha mấy chị ơi, lấy cặp thì chốt mã 38 lên giúp em. Hoặc là xanh hoặc là đen giúp em nha mấy chị nha. Lấy cặp thì chốt 38 lên giúp em nè. Cặp thì chốt 38 nha mấy chị ơi, cặp thì chốt 38. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh lụa lá nè, lá nhí nha mấy chị nha. Một mảnh lụa lá nhí, chị nào lấy thì chốt lên cho em, lụa lá nhí nè. Mấy chị đi đâu hết rồi, sao không chấm. Rồi cái này em còn 2 mét. Cái này em còn 2 mét nha mấy chị nha, 2 mét chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã 36. 2 mét có 36.000 thôi nha mấy chị. Lấy thì chốt 36 lên giúp em nha mấy chị ơi, 36k. Chị nào lấy thì chốt 36. Đen cho Lâm Ngọc Huệ. Đen cho Lâm Ngọc Huệ nè. Rồi ok của Lâm Ngọc Huệ nha. Rồi lá nhí xanh nha mấy chị nha, lá nhí xanh chị nào lấy thì chốt lên cho em lá nhí xanh nè. Ai lấy mặt này thì chốt lên giúp em mã 36 nè. Chốt 36 lên giúp em. Lá nhí xanh lụa 36k. Ai lấy mặt này chốt 36. Lấy chốt 36 lên giúp em nha mấy chị ơi, 36k. Ai lấy thì chốt 36. Ai lấy thì chốt 36 nha mấy chị nha, 36k. Rồi tiếp tục cho mấy chị nhăn lên cho mấy chị một mảnh hoa loan này. Cái này là hoa loan nha mấy chị nhăn, hoa loan. Cái này em có 1m6 luôn nè. Cái này em có 1m6, chị nào lấy thì chốt 38, chị Thúy Nguyễn nè. Rồi ai lấy mảnh này chốt mã 22. Lấy chốt 22 lên giúp em nha mấy chị xanh nha. Xanh chứ không phải đen hả? À 38 là áo cặp hả chị Thúy Nguyễn. 38 là áo cặp thì em hết rồi. Còn cái này là, cái này là 36 nha chị Thúy Nguyễn nha. Chị nói chị chốt cái này thì chốt mã 36 lên giúp em nha chị nha. Rồi ai lấy mặt này thì chốt lên giúp em nè. Còn cái kia là hai cặp áo chị, mà quên cặp áo á, 38 mà chị gì, chị Lâm Ngọc Huệ, chị lấy cái xăm là cái đây nè, xanh là cái này nè. Còn cái đen chị có lấy cái đen không thì chị chốt nha. Chị lấy cái đen thì chị ok giúp em nha chị Thúy Nguyễn nha. Chị có lấy còn cái đen chị có lấy thì chị ok giúp em, lấy thì ok giúp em nha chị. Rồi ai lấy mặt này chốt mã 22 nè. Chị nào lấy thì chốt 22 lên giúp em cái này nha mấy chị ơi, 22k. Ai lấy thì chốt 22, cái này em còn 1,5 m chắc lụa nha mấy chị nha, hoa loan 22. Hoa loan 22k, chị nào lấy thì chốt 22 lên giúp em mã 22. 36. À 36 là bộ. Dạ rồi ok chị. 36 nè chị, 36 là bộ á chị. Chị lấy không? Chị lấy thì em ok lên giúp chị ok lên giúp em với chị ơi. 36 là bộ nha chị nha, chắc lụa nha chị. Chị lấy thì chị ok lên giúp em nha. Cái này là lá nhí nha, lá nhí màu xanh lạc, xanh nhạt nha chị. có đơn rồi. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Ai lấy mặt này thì chốt mã 22 nè. Lấy cái đó thì ok, lấy 36 thì ok giúp em nha chị nha. Ok ok chị Thúy Nguyễn. Ok cho chị Thúy Nguyễn nè. Đây là bị gì vậy? Hồi sớm nha chị Thúy Nguyễn có chốt cái nào cho ta? Sớm nha chị có chốt cái nào chưa ho? Rồi mã 22 nha mấy chị nha, 22k. Ai lấy mặt này chốt 22 lên giúp em. Mã 22, chưa hay sao? Hồi sớm thì chị chưa chốt cái nào sao? Sớm thì chị chưa chốt đúng không chị? Mới xem thôi đúng không? Chị chưa chốt không chị? Rồi lên cho mấy chị mảnh hoa này mấy chị ơi. Trời ơi, chắc lụa đẹp cực kỳ luôn cho mấy chị luôn. Chắc lụa đẹp cực kỳ nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt hỏi số. Khỏi số. Rồi chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Cái này em còn 1m9 nha mấy chị nha. 1m9, chị nào lấy thì chốt lên giúp em 1m9 nè. Trời ơi, cái này có 32.000 thôi mấy chị ơi, mà đẹp chưa? Chắc lụa cũng đẹp luôn, 32k. Ai lấy mặt này chốt mã 32. Ủa sao giờ còn có 2 người. 32k, chị nào lấy thì chốt mã 32 lên giúp em. Mã 32 nha mấy chị ơi, 32k. Ai lấy mặt này chốt mã 32. Chốt mã 32 lên giúp em nha mấy chị ơi, 32k. Đi đâu mất tiêu hết. Rào
32k, chị nào lấy thì chốt mã 32 lên cho em nha mấy chị. Mã 32. Ai lấy thì chốt 32. Chị nào lấy thì chốt mã 32 lên giúp em nha mấy chị ơi, 32k. Ai lấy thì chốt 32 lên cho em. Chốt 32 nha mấy chị nha, 32k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 32 lên giúp em. Mã 32 nha mấy chị nha, 32k. Ai lấy thì chốt 32. Lấy chốt 32 nha mấy chị nha, 32k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 32 nha mấy chị ơi, 32k. Chốt 32 lên giúp em, đi đâu hết rồi, đi đâu hết rồi. Đi đâu hết rồi. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nữa nè. Rồi cái này em còn 1m8 nha mấy chị nha. Cái này em còn 1m8, chị nào lấy thì chốt lên cho em. 1m8, ai lấy mảnh này chốt mã 33. Lấy chốt 33 lên giúp em nha mấy chị ơi, 33k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 33. Lấy thì chốt 33 lên giúp em nha mấy chị. Lấy thì chốt 33 nha mấy chị nha, 33k. Ai lấy thì chốt 33. Ai lấy thì chốt 33 nha mấy chị nha, 33k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 33. Mã 33 nha mấy chị nha, 33k nè. Chị nào lấy thì chốt 33 lên giúp em. Chốt 33 nha mấy chị ơi, 33k. Còn mảnh này chị nào có lấy không ạ? Trời, mảnh này đẹp mà mấy chị không lấy hả mấy chị ơi. Mảnh này quá đẹp luôn nha mấy chị nha. Mảnh này quá đẹp luôn, chị nào lấy thì chốt lên cho em. Mảnh này quá đẹp luôn, mấy chị chốt thì chốt mã 32. Chốt 32 nha mấy chị ơi. Chốt 32 lên giúp em nha. 32. Ai lấy thì chốt 32. Lụa nha chị Phạm Kim ơi, lụa nha chị. Cái này là chắc lụa nha chị nha. 32. Lấy thì chốt 32. Rồi tiếp tục nè mấy chị ơi, tiếp tục. Rồi lên cho mấy chị một mảnh áo nha mấy chị nha. Hai cái áo này, một cái trắng, một cái nhí. Một cái trắng, một cái nhí, chị nào lấy thì chốt hết nha. Không thì chia, không thì tách ra. Rồi lấy hết thì chốt ra dê mã 34. 34 nha mấy chị nha, 34k. Ai lấy thì chốt 34. Lấy chốt 34 nha mấy chị nha, 34k nè. Nhí nha mấy chị nha, 34k. Chắc đẹp luôn cho mấy chị luôn, 34k. Chị nào lấy thì chốt mã 34 nha mấy chị nha, 34k. Ai lấy thì chốt 34 nè. Chốt 34 lên giúp em nha mấy chị ơi, 34k. Ai lấy mảnh này chốt mã 34. Chốt 34 lên giúp em nha mấy chị ơi, 34k nè. Hai mảnh là 34 nha mấy chị nha. Nếu như mấy chị muốn chắc tách lẻ ra thì mấy chị chốt trắng hoặc nhí nha mấy chị ơi. Chốt trắng hoặc nhí lên cho em nha mấy chị. Chốt trắng hoặc nhí lên giúp em. Trắng hoặc nhí nha mấy chị nha. 34 chị ánh tuyết hai mảnh. Hai mảnh chị ánh tuyết nè. Rồi, lên cho mấy chị mảnh khác nha. Rồi cái này là von đó mấy chị. Cái này là von nha mấy chị nha, von này, cỡ đẹp chưa? Von. Von này em còn 2m cho mấy chị nha, von. Von phối sọc cho mấy chị nè. Em còn 2m, chị nào lấy thì chốt mã 23. Lấy chốt 23 nha mấy chị ơi, 23k, chị nào lấy thì chốt mã 23 lên giúp em. Mã 23 nha mấy chị nha, 23k, ai lấy mã này chốt 23 lên giúp em nè. Mã 23 von nha mấy chị nha, cái này là von 23k, chị nào lấy thì chốt 23 lên giúp em. Cái này 2m nha mấy chị nha, 2m 23k, đẹp chưa mấy chị? Quá đẹp luôn ấy. 23k, chị nào lấy thì chốt mã 23 lên giúp em nha mấy chị ơi. 23k nè. Lấy thì chốt 23, chị lấy một mảnh thôi nhé. Chị lấy mảnh nào chị? Chị lấy mảnh nào chị ơi? Lấy cái của chị ánh tuyết ra thử. Hai mảnh, có thử mảnh không gì? Mảnh một trắng hoặc nhí hả chị? À lấy nhí thôi hả? Dạ rồi ok, 23 cho chị trúc lệ nè. 23 chị trúc lệ nha. 23 chị trúc lệ. Rồi tiếp tục nha mấy chị. Rồi đây lên cho mấy chị một mảnh lụa nè. Em nói cái chất này đẹp mát lắm mấy chị. Thường thường mấy mảnh nhỏ là chất rất là đẹp nha mấy chị nha. Mấy mảnh nhỏ nè, chất đẹp lắm. Cái này về mấy chị lên váy suông nha mấy chị nha. Lên váy suông hoặc lên áo cũng được. Đó, cái nào em nói lên áo là lên áo. Còn cái nào em nói lên váy suông là lên váy suông được nha mấy chị. Đó, chị nào lấy thì chốt lên cho em mã 27 nè mấy chị ơi, 27k. Ai lấy thì chốt mã 27 lên cho em nha, 27k đẹp lắm mấy chị, 27k. Chắc vô cùng đẹp luôn, 27k. Chị
chị nào lấy thì chốt mã 27k, ai lấy thì chốt 27 lên cho em. Lấy chốt 27 nha mấy chị nha, 27 cho chị Trúc Lệ nè. 27 chị Trúc Lệ. 27 chị Trúc Lệ nè. Tưởng nó bỏ những cái Trúc Lệ vô bình mình chắc xỉu luôn. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha, tiếp tục nè. Rồi em còn mảnh áo nha mấy, à còn mét rưỡi nha mấy chị nha. Cái này 1,5 m. Mấy chị nhìn cái màu vậy thôi nhưng mà thiệt sự em nói lên đồ rất là đẹp luôn. Em thì em thích máy mảnh như vậy này mấy chị, nhìn nó rất là đẹp nha. Cái này lấy thì chốt mã 20 lên cho em, 1,5 m 20k. Nhìn nó sang á mấy chị ơi. 20k ai lấy thì chốt 20 lên giúp em. Ở ngoài cái màu của nó sáng hơn nha mấy chị nha, 20k. 20k ai lấy thì chốt 20 lên cho em nè. Mã 20 nha mấy chị nha, 27 em hết mất rồi chị Thanh Lim nè. 27 em hết mất tiêu rồi nha chị. 20k chị nào lấy thì chốt 20 lên cho em. Lấy thì chốt 20 nha mấy chị nha, 1,5 m 20. 20 chị Trúc Lệ luôn nè. Cái này nó mềm, rất là mềm luôn. 20 chị Trúc Lệ. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von hoa nhí. Cái này mà mấy chị lên một đường ủi, một nước ủi là em nói rất là đẹp nha. Đây, cho mấy chị xem nè. Một nước ủi rất là đẹp luôn, em nói thiệt luôn. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. 2m, 2m chỉ có 23.000 thôi. Chị nào lấy thì chốt mã 23. Cái này đúng nhí luôn á mấy chị ơi. Đúng nhí luôn á. Hoa nhỏ xíu thôi. Cái này là chắc von nha mấy chị nha. 2m là 23.000 nè. Lấy thì chốt lên giúp em mã 23 nha mấy chị nha. 23k. Chị nào lấy thì chốt 23 lên cho em. Lấy chốt 23 nha mấy chị nha. 23k. Ai lấy mã này chốt mã 23. 2m chỉ có 23.000 thôi nha. 2m chỉ có 23.000 thôi. Lấy thì chốt 23 lên giúp em. Cái đó là chắc von nha mấy chị. Cái đó là chắc von nha mấy chị nha. Chắc von. Rồi lên cho mấy chị một mảnh nhí nữa nè. Cái đây là áo thôi. Đây nha mấy chị nha, áo nè. Đó, nhí đen áo nha mấy chị nha. Chị nào lấy chốt mảnh này thì chốt nè. Bề mặt của nó nó mềm giống như nhung vậy. Lấy thì chốt lên với em mã 20 nha mấy chị nha, 20k. Lên lại giúp em mã 20 nha mấy chị. Lên lại giúp em mã 20, cái này là áo nha mấy chị nha, 20k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 20 lên cho em. Lấy chốt 20 nha mấy chị nha, 20k. Ai lấy thì chốt 20. Ai lấy thì chốt 20 nha mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt 20 lên cho em. Mã 20 nha mấy chị nha, mã 20. Nhí cái đó áo nha mấy chị nha, 20k. Rồi lên cho mấy chị một mảnh vôn theo hạt nổi nè. Vôn theo hạt nổi nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt lên cho em. Vôn theo hạt nổi, chị nào lấy thì chốt lên giúp em nè. 2m chỉ có 22.000 thôi. Chị nào lấy thì chốt 22. Vôn theo hạt nổi 22k. Ai lấy mảnh này chốt 22 lên giúp em. Lấy chốt 22 nha mấy chị nha. 2m chỉ có 22.000 thôi. Mấy chị muốn lấy 1,5 m về may áo cũng được. 1,5 m, 1,2 m gì đó về may áo cũng được nha. Hoặc là 1m nè. Lấy 1,5 m về may váy cũng được nha mấy chị. Vôn theo hạt nổi nè. Vôn theo hạt nổi 22k. Lấy thì chốt 22 lên giúp em. Lấy chốt 22 nha mấy chị ơi. 22k. Ai lấy thì chốt mã 22. Lấy thì chốt mã 22 lên giúp em nha mấy chị. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo nữa nè. Rồi hai cái áo nha mấy chị nha, hai cái áo nè. Chị nào lấy thì chốt. Hai áo nha mấy chị nha, hai áo, ai lấy thì chốt lên giúp em. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Cặp này 34.000, chị nào lấy thì chốt 34. Cặp này 34.000 nha mấy chị nha. Cặp này là 34.000, mấy chị chốt xanh hoặc vàng lên giúp em. Mấy chị chốt xanh hoặc vàng lên giúp em nha mấy chị ơi. Mấy chị chốt xanh hoặc vàng, mảnh này hơi nhỏ. Mảnh này hơi nhỏ xíu nha mấy chị. Em có nói rõ hết trên live rồi mấy chị ơi. Rồi cái này có 80 phân à. Đó, 80 phân mấy chị có nhắm may đồ cho bé được thì mấy chị chốt nha. Đó 34k, chị nào lấy thì chốt mã 34 xanh hoặc vàng nha mấy chị. 34k xanh hoặc vàng, chị nào lấy thì chốt lên giúp em. 34 xanh hoặc vàng. 34 xanh hoặc vàng nha mấy chị. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa hàng châu nè. Lụa hàng châu nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt. Cái này em còn 1,4 m. Cái này em còn 1,4 m nha mấy chị nha. 1,4 m, 1,3 m về mấy chị may đầm suông cũng được nè. Lấy thì chốt mã 26 lên cho em. Lấy thì chốt 26 nha mấy chị nha, 26k. Ai lấy mã này chốt mã 26.
Lấy chốt 26, cái này có co giãn cho mấy chị luôn, 26k. Chị nào lấy thì chốt 26 lên giúp em. Chốt mã 26 nha mấy chị ơi, 26k. Ai lấy mã này chốt 26. Chốt 26 nha mấy chị nha, 26k này. Chị nào lấy thì chốt 26 lên cho em. Mã 26 nha mấy chị nha, 26k. Ai lấy thì chốt 26. Ai lấy thì chốt 26 nha mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt 26. Rồi lên cho mấy chị một mảnh áo nữa nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh tặng này nha mấy chị ơi. Lên cho mấy chị mảnh tặng này. Đó, tặng nha mấy chị nha. Tặng, chị nào lên tặng thì chốt tặng lên giúp em. Lên tặng thì chốt tặng lên giúp em nha mấy chị nha. Lên tặng thì chốt tặng lên giúp em. Tặng thì chốt mã 17 nha mấy chị nha. Tặng thì chốt mã 17 lên cho em nè. Chị nào lấy tặng thì mấy chị chốt tặng nha mấy chị. Lấy tặng thì chốt tặng lên giúp em nha mấy chị ơi. Lấy tặng thì chốt tặng lên giúp em. Em thiệt chứ em là quá dễ dãi luôn á mấy chị ơi. Mấy chị chẳng chia sẻ bài gì giúp em hết, mà mấy chị cứ chốt lên tặng tặng. Mà em vẫn tặng cho mấy chị tặng nha mấy chị ơi. Mà mấy chị không chia sẻ bài lên cho em gì hết, thiệt buồn luôn ấy. Tặng cho chị Trúc Lệ một mảnh này. Cảm ơn chị Trúc Lệ chia sẻ bài giúp em nha. Mấy chị chia sẻ bài giúp em cho mấy chị. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo nè, cái này là chắc von nha mấy chị nha. Đây, cái này cũng là von luôn. Đó, hai mảnh von. Hai mảnh von nha mấy chị nha. Mấy chị chốt trắng hoặc hồng lên cho em. Rồi cặp này là 28.000 nha mấy chị. Cặp này là 28.000 nè. Cặp này là 28.000 nha mấy chị nha. Cặp này là 28k. 28k nha mấy chị nha. Mấy chị chốt lẻ thì mấy chị chốt trắng nè. Cái này là trắng nè mấy chị ơi. Cái này là hồng nha. Đó, cái này là hồng nè, cái này là trắng nha. Đó, mấy chị chốt cặp thì mấy chị chốt mã 28 lên giúp em. Còn hồng hoặc hồng hoặc trắng nha mấy chị. Hồng hoặc trắng lên cho em nha mấy chị nha. Hồng hoặc trắng lên cho em. Hồng hoặc trắng lên giúp em nha mấy chị ơi. Hồng hoặc trắng. Hồng hoặc là trắng lên giúp em. Hồng hoặc trắng lên cho em nè. Máy hết pin nha mấy chị. Chờ xíu nha. Hồng hoặc trắng lên cho em nha mấy chị yêu ơi. Rồi tiếp tục nè mấy chị ơi, tiếp tục nha. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lon nữa nè. Một mảnh lon màu nha mấy chị nha. Một mảnh lon màu, chị nào lấy thì chốt lên cho em. Một mảnh lon màu. Rồi ai lấy mảnh lon màu thì chốt lên giúp em. Lon màu nha mấy chị nha, lon màu cái này nhẹ lắm mấy chị. Chắc này nhẹ vô cùng luôn. Cái gì vậy trời. Rồi chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha. 55.000 4m nè. Lấy hết thì chốt 55 lên giúp em, không thì chia ra. Lấy hết thì chốt 55, không thì chia nha mấy chị nha. Mấy chị nhìn mấy cái mẫm vậy thôi, nhưng em nói lên đồ sang cực kỳ nha mấy chị nha, thiệt sự luôn. Nhìn mấy cái mảnh vậy thôi chứ mấy chị lên đồ sang lắm, thiệt sự luôn không với mấy chị ạ. 55k ai lấy mảnh này chốt mã 55 lên giúp em. Lấy chốt 55 hoặc là chia ra. Cái này là 4m nha mấy chị nha. Mấy chị muốn lấy hết thì mấy chị chốt nè 55. Còn không thì mấy chị chia ra. Mấy chị chia nha mấy chị nha. Mấy chị comment là 55 chia. 55 2m hoặc là 55 chia gì đó em cắt đôi cho mấy chị nha. Cái này 4m lận. Lấy hết thì chốt 55, không thì chia nha. Lấy hết thì chốt 55, không thì chia ra giúp em. Không thì chia ra giúp em nha mấy chị. Hả? 55 thanh liêm. Ok chị thanh liêm nè. Mấy cái mảnh đó thiệt sự lên đồ rất là sang. Đó là tùy sở thích của mỗi người thôi. Đối với em nhìn mấy mảnh đó em lại thích hơn là mấy cái. Em không thích hoa. Rồi chị nào lấy thì chốt với em mã 34. Lấy thì chốt 34 lên giúp em nha mấy chị nha. 34k. 34k chị nào lấy thì chốt mã 34. Em thích mấy cái độc lạ rồi vậy, rằn ri rồi vậy mấy chị. Lấy thì chốt mã 34 lên giúp em nha mấy chị nha. 34k, chắc lụa này co giãn 4 chiều cho mấy chị luôn. Lụa 75 nha mấy chị nha. 34k nè. Ai lấy mảnh này chốt mã 34. Lấy chốt 34 nha mấy chị nha. 34k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 34. Cái này em còn tầm, nó bị lẹ một chút xíu trên phía này thôi. Lẹ chút xíu thôi, nhưng mà không cắt ra đâu. Tại vì dưới này nó còn nguyên rồi mấy chị. Này chắc tầm có 2m á mấy chị ơi. 2m. 2m có 34.000 thôi nha mấy chị nha. 2m có 34.000 thôi. 2m 34k lụa Hàng Châu nha mấy chị. À lụa 75D nha mấy chị nha.
34k chị nào lấy thì chốt mã 34 lên giúp em. Lấy chốt 34 nha mấy chị nha, 34k. Ai lấy thì chốt 34. Lấy thì chốt 34 nha mấy chị nha, 34k. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo nè. Áo nha mấy chị nha, cái này về. Hả? Trúc lệ 34 hả? Rồi ok cũng, chị trúc lệ nha. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo nè. Áo nè. Cái này em còn đủ lên một cái áo cho mấy chị nào lấy thì chốt lên cho em mã 23. Lấy thì chốt 23 nha mấy chị nha, 23k. Chủ đi o mấy chị ơi, 23k. Ai lấy mảnh này chốt mã 23. Lấy chốt 23 lên giúp em nha mấy chị. Lấy chốt 23 nha mấy chị nha, 23k lụa chữ đi o. Cái này lên áo đẹp nè mấy chị. Lên áo đẹp nè. Đó 23k, ai lấy thì chốt 23 lên cho em. Lấy chốt 23 nha mấy chị ơi, 23k lên cho mấy chị mảnh bi màu đỏ. Lên cho mấy chị mảnh bi màu đỏ. Bi này em còn tầm 1m9 nha mấy chị nha. Bi màu đỏ 1m9 nè. Bi màu đỏ 1m9 chị nào lấy thì chốt lên với em mã 33. 33.000 chị nào lấy thì chốt mã 33 23 cho chị trúc lệ luôn nè. Rồi cái bi đỏ này thì 33 nha mấy chị nha, 33k. Ai lấy mảnh này chốt 33. Chốt 33 lên giúp em bi đỏ 33 nha mấy chị nha, 33k, 1m9 33k nè. Ai lấy thì chốt 33 nha mấy chị ơi, 33k. Chị nào lấy thì chốt 33. Ai vậy? Cái đó cho chị trúc lệ. Rồi 33 nha mấy chị nha, bi đỏ là 33 nha mấy chị. Bi đỏ là 33 nha mấy chị ơi, bi đỏ là 33 nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von nữa nè mấy chị ơi. Lên cho mấy chị một mảnh von nữa nha. Chị nào lấy thì chốt nè. Von nha mấy chị nha, von. Ai lấy mảnh này thì chốt lên giúp em. Rồi cái này em còn 3 mét von này, chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha, von. Von, ai lấy mảnh von này thì chốt lên giúp em mã 31 này mấy chị ơi. Von 31k. Ai lấy mảnh này chốt mã 31 von nha mấy chị nha. Von 31k chị nào lấy thì chốt. Mới dứng nè. Nó lâu rồi. 31k phần này mới nè. 31k chị nào lấy thì chốt mã 31 lên giúp em. Lấy chốt 31 nha mấy chị nha. 31k, 31 chị trúc lệ. Cái này là von nhưng chị trúc lệ nha. 31k, ai lấy mảnh này thì chốt mã 31. Xoay dòng ở dưới nha. 31k chị nào lấy thì chốt 31. Cái đó chị trúc lệ nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nữa nè. Rồi cái này em còn 2 mét von nha mấy chị nha, 2 mét von. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. 2 mét von, ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em 2 mét nè. 2 mét, ai lấy mảnh này chốt mã 23. Chị nào lấy thì chốt 23 lên giúp em. Lấy thì chốt 23 nha mấy chị ơi, lấy thì chốt 23 lên cho em. Mã 23 nha mấy chị nha, 23k. Ai lấy mảnh này chốt 23. Von nha mấy chị nha, cái này 2 mét, cái này chắc đẹp mà nhẹ lắm mấy chị, 23k. Lấy thì chốt 23 lên giúp em. Ý cái chừng trúng cây lo. Lấy thì chốt mã 23 lên giúp em. Em có mặn lên áo dài nè mấy chị ơi. Sớm giờ sợ quên. Kêu là mình quên. Cái này lên áo dài chị nào có lấy thì chốt nha. Đây nè mấy chị, đó. Lên áo dài chân hai đầu cho mấy chị nè. Lên áo dài chân hai đầu cho mấy chị nha. Đó. 31. Cái này. Không, cái này là 23 nè. 31 bỏ rồi. Đây nha mấy chị nha, cái này là chân hai đầu cho mấy chị lên áo dài nè, mấy chị lấy thì mấy chị kèm mét lên giúp em. Cái này 2 mét tầm 34.000 mấy chị ơi, 2 mét cỡ tầm 34.000 nha. 34-33.000 cỡ đó thôi mấy chị nha. Đó mấy chị lấy thì mấy chị chốt mét lên giúp em. 2 mét là 34.000 nha mấy chị. 2 mét là 34k, lấy thì chốt mét lên giúp em. Lấy thì chốt mét nha mấy chị nha, lấy thì chốt mét nè. Rồi caro đuổi nha mấy chị nha, caro đuổi nè. Chị nào lấy thì lấy caro đuổi thì mấy chị chốt lên giúp em, coi dạng 4 chiều cho mấy chị luôn, chắc vô cùng đẹp nha mấy chị, chắc đẹp lắm luôn. Ai lấy mảnh này chốt lên giúp em mã 35. 2m 35.000 nha mấy chị nha, mấy chị lấy muốn lấy 1m rưỡi cũng được nha. Muốn lấy 1m rưỡi cũng được nè mấy chị ơi, muốn lấy 1m rưỡi cũng được nha. 1m rưỡi cũng được nè. Lấy 1m rưỡi 2m gì đó tùy nha mấy chị ơi, lấy 1m rưỡi 2m gì đó thì tùy. Đó, một cái 34, một cái 35, chị nào lấy thì chốt lên giúp em.
lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nữa nè. Lên tiếp cho mấy chị một mảnh. Cái này em có 3 mét cho mấy chị nè. Cái này em có 3 mét, mấy chị muốn lấy 1 mét rưỡi thì em cắt cho. 1 mét rưỡi thì em cắt cho nha. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Ai lấy mảnh này thì chốt lên giúp em mã 55. 55, chị nào lấy thì chốt mã 55 hoặc là chia ra 1 mét rưỡi với mấy chị nha. 55k ai lấy thì chốt 55 lên giúp em. Lấy chốt 55 nha mấy chị nha, 55k. Chị nào lấy thì chốt mã 55. Mã 55 nha mấy chị nha, 55k nè. Ai lấy thì chốt 55 lên giúp em. Chốt mã 55 nha mấy chị nha, 55k. Chị nào lấy thì chốt 55 nha mấy chị. Chị nào lấy thì chốt 55 lên giúp em nha mấy chị ơi, 55k. Rồi lên tiếp cho mấy chị một ảnh lụa hoa nè. Lụa hoa nha mấy chị nha, lụa hoa. Ai lấy lụa hoa này thì chốt lên giúp em. Cái này em còn 2 mét. Cái này em còn 2 mét lụa hoa. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. 2 mét 44.000. Chị nào lấy thì chốt mã 44. 44 nha mấy chị nha, 44k. Ai lấy thì chốt 44 lên cho em. Mã 44 nha mấy chị nha. Lấy chốt mã 44 lên giúp em nha mấy chị nha. 44k nè. Chị nào lấy thì chốt 44. Lụa hoa 44.000 nha mấy chị. Lấy thì chốt mã 44 lên giúp em nha mấy chị nha, 44k. Ai lấy thì chốt mã 44 nè. Ai lấy thì chốt 44 lên giúp em nha mấy chị. Lấy thì chốt 44 lên cho em. Mã 44 nha mấy chị ơi, 44k nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa hoa nhí nè. Cái này lên áo đẹp nha mấy chị nha. Lụa hoa nhí lên áo đẹp nè. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em lụa hoa nhí. Lụa hoa nhí ai lấy mảnh này thì chốt lên giúp em mã 19 nè. 19k lụa hoa nhí nha mấy chị nha, 19k. Chị nào lấy thì chốt mã 19 lên cho em. Lấy chốt 19 nha mấy chị ơi, lấy chốt 19 lên giúp em. Ai lấy thì chốt mã 19. Chốt mã 19 lên giúp em lụa hoa nhí 19k. Lụa hoa nhí 19k, chị nào lấy thì chốt mã 19 lên cho mấy chị mảnh von. Von nha mấy chị nha, von. Chị nào lấy thì chốt von này lên giúp em nè. Cái này em có 1 mét rưỡi nè. Chờ cái này. Này về mấy chị lên đồ đẹp lắm mấy chị ơi. Von nha mấy chị nha, von này. Đây nha mấy chị. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em von này. Ai lấy mặt này chốt 20 lên cho em. Mã 20 nha mấy chị nha, 20k. Ai lấy thì chốt 20. Lấy chốt 20 lên giúp em nha mấy chị nha, 20k này. Lên đầm cực kỳ đẹp luôn, 20k. Chị nào lấy thì chốt mã 20 lên cho em. Lấy chốt 20 nha mấy chị ơi, 20k. Rồi lên tiếp cho mấy chị mảnh lụa hoa. Lụa hoa nha mấy chị nha, lụa hoa. Cái này em còn 1m8 thôi. Lụa hoa 1m8, chị nào lấy thì chốt lên giúp em 1m8. Về là mấy chị may bộ đủ rồi nè. Lấy thì chốt lên giúp em mã 32. 1m8 32.000 nè. Chất lụa đẹp cực kỳ nha mấy chị nha, 32k. 32k 1m8 32k nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt 32 lên giúp em. Lấy chốt 32 nha mấy chị nha, 32k mấy chị, giờ mấy chị ngồi ngắm em đúng không? 32k chị nào lấy thì chốt mã 32 lên giúp em. Mã 32 nha mấy chị ơi, 32k chị nào lấy thì chốt 32. Chốt 32 lên giúp em nha mấy chị nha, 32 chị Thanh Hải kìa. 32 chị Thanh Hải. 32 chị Thanh Hải. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha. Rồi ai lấy mặt này nữa thì chốt lên cho em nè. Cái này em còn 1m7. 1m7 chị nào lấy thì chốt 1m7. Ai lấy mặt này thì chốt lên cho em mã 31. 1m7 có 31.000 thôi nha mấy chị. Chị nào lấy thì chốt mã 31 lên cho em. Lấy chốt 31 nha mấy chị nha, 31k. Ai lấy thì chốt 31. Ai lấy thì chốt 31 lên giúp em nha mấy chị ơi, 31k. Chị nào lấy thì chốt mã 31 nè. Chị nào lấy thì chốt mã 31 lên cho em, mã 31k. 31k nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt 31. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo nhí vàng này mấy chị ơi, lên cho mấy chị mảnh áo nhí vàng nha. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em mảnh áo nhí vàng này. Cái này em lấy thì chốt lên giúp em mã 18. 18k áo nhí vàng nha mấy chị nha, 18k. Chị nào lấy thì chốt 18 lên cho em. Mã 18 nha mấy chị ơi, 18k. Ai lấy thì chốt mã 18 lên giúp em nha mấy chị. Lấy chốt 18 nha mấy chị nha, 18k. Chị nào lấy thì chốt mã 18 lên cho em. Mã 18 nha mấy chị nha, 18k nè. Ai lấy thì chốt 18. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa gucci nè. Lụa chữ gucci nha mấy chị nha, lụa chữ gucci. Cái này em có 2m. 2m lụa chữ gucci cho mấy chị nè. 2m lụa chữ gucci nha mấy chị. Chắc đẹp. Chắc
này thì đẹp nha mấy chị nha. Chắc này là chắc lụa 75D này mấy chị ơi. Chắc lụa 75D, chị nào lấy thì chốt lên với mẹ 38. Cái này 38.000, chị nào lấy thì chốt 38 này giúp em. 38 nha mấy chị nha, 38k. Ai lấy mặt này chốt 38 lên cho em. Mã 38 nha mấy chị nha, 38k. Ai lấy thì chốt 38 nè. Lấy chốt 38 lên giúp em nha mấy chị. Lấy thì chốt 38 lên cho em. Mã 38k. Chị nào lấy thì chốt 38. Lụa chữ vu xì 38 nha mấy chị. Lụa chữ vu xì 38k. Chị nào lấy thì chốt 38. Lấy chốt 38 nha mấy chị nha. Rồi lên cho mấy chị mảnh beo nè. Beo này thì lên áo thôi. Beo này thì đủ cho mấy chị lên một cái áo thôi nha mấy chị. Beo này thì đủ lên một cái áo cho mấy chị thôi. Lấy thì chốt mã 14 lên giúp em. Lấy chốt 14 nha mấy chị nha. 14k. Beo 14. Beo 14 nha mấy chị nha. Beo 14 nè. Chị nào lấy thì chốt 14 lên giúp em. Chốt 14 beo lên giúp em nha mấy chị nha. 14 beo. Ai lấy thì chốt mã 14 lên giúp em. Lấy thì chốt mã 14 nha mấy chị ơi. Lấy thì chốt mã 14 lên cho em nè. Mã 14 nha mấy chị nha. 14k. Ai lấy thì chốt 14. Ai lấy thì chốt 14 nha mấy chị nha. 14k beo nè. Mã 14 nha mấy chị nha. 14k cho chị Trúc Lệ nè. 14k một áo nha mấy chị nha. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa, mảnh von nè mấy chị ơi. Von trên phong. Von trên phong nha mấy chị nha. Lấy thì chốt mã 29 lên cho em. Ai lấy thì chốt 29. 29 von trên phong. Cái này mà về mấy chị lên áo dài thì không cần phải lót thì mấy chị nha. Tại chắc von trên phong á, màu tối nữa nên nó ra nhìn rất là dài dạng luôn. Đó mấy chị lấy thì mấy chị chốt lên giúp em nha mấy chị nha. Lấy thì chốt lên cho em. Lên áo dài đẹp nha mấy chị nha. Lên váy thì mấy chị lót phần dưới mấy chị ơi. Lên váy thì mấy chị lót phần dưới nè. 29k chị nào lấy thì chốt mã 29. Cái này đẹp nè mấy chị. 29k chị Thanh Hải nè. 29k chị Thanh Hải nè. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha. Tiếp tục nè. Lên cho mấy chị một mảnh gu xì màu đỏ. Gu xì màu đỏ. Cái này chị đủ lên áo thôi mấy chị. Gu xì màu đỏ lên áo cho mấy chị nè. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã 22. Gu xì màu đỏ 22k. Chị nào lấy thì chốt 22 lên cho em. Lấy chốt 22 nha mấy chị ơi. 22k. Ai lấy mã này chốt 22. Chốt mã 22 lên giúp em nha mấy chị. Chốt mã 22 lên giúp em. Mã 22 nha mấy chị nha. 22k. Rồi lên cho mấy chị mảnh satin nè. Cái này áo này đẹp nè mấy chị. Hình thoi nha mấy chị nha. Áo đẹp nè. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Ai lấy mã này chốt mã 21. 21k áo nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt mã 21. Cái này đẹp nè. Em thấy mấy chị không chốt gì hết. Cái này đẹp nha mấy chị nha. 21k. Chị chào chị Như Thiện nha. Em chào chị Như Thiện nè. Lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha. 21k. Chị nào lấy thì chốt mã 21 lên giúp em. Lấy chốt 21 nha mấy chị nha. Cái này là áo nha mấy chị. 21k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 21 lên giúp em. Mã 21 nha mấy chị ơi. 21k. Ai lấy thì chốt 21. Ai lấy thì chốt 21 lên cho em nha mấy chị ơi. 21k. Rồi lên cho mấy chị mảnh von nè. Von cho mấy chị nha. Von. Ai lấy von này thì chốt, không thì chia ra. Ai lấy von này thì chốt, không thì chia ra. Cái này em có hơn 3 mét. Cái này em có hơn 3 mét von nha mấy chị nha. Lấy hết thì chốt, không thì chia ra. Chia ra 1 mét rưỡi là mấy chị đủ may váy rồi. Rồi ai lấy mảnh này chốt mẹ 40. 3 mét có 40 ngàn thôi nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt 40 lên giúp em. Lấy chốt 40 nha mấy chị ơi. 3 mét rưỡi nha mấy chị nha. 40k. 40k 3 mét rưỡi. Chị nào lấy hết thì chốt mã 40 nè. Không thì mấy chị chia ra nha. Không thì chia ra giúp em. Để gần thì ánh sáng like mấy chị. Quên ánh sáng đèn à mấy chị. Nó chói nha mấy chị nha. Đó chị đi gần sát vô người em mấy chị thấy cái màu rất là đẹp luôn. Lấy hết thì chốt mã 40. Không thì chia ra nha mấy chị nha. Chia ra là mấy chị may đủ cái váy rồi. May đủ cái váy thoải mái rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt von 40. Von 40 giúp em nha mấy chị nha. Không thì chia ra. Không thì chia ra giúp em nha mấy chị ơi. Không thì chia ra nè. Rồi tiếp tục nha mấy chị. Rồi lên cho mấy chị một mảnh xích nè mấy chị ơi. Cái này đẹp chưa. Cái này 1 mét rưỡi luôn á. Cái này em còn 1 mét rưỡi cho mấy chị luôn. 1 mét rưỡi luôn. Mấy chị lên một cái áo sơ mi em nói thoải mái luôn. Cái này áo lên áo kiểu đẹp lắm nè mấy chị. Lên áo kiểu cực kỳ đẹp luôn. Chị nào lấy thì chốt mã 26 1 mét rưỡi. 26k 1 mét rưỡi nha mấy chị nha. 26k 1 mét rưỡi nè. Chị nào lấy thì chốt 26 lên cho em. Lấy chốt 26 1 mét rưỡi. Cái này đẹp nha mấy chị nha. Họa tiết nè. Họa tiết hoa văn nha mấy chị nha. 26k. Ai lấy mã này chốt mã 26 lên giúp em. Cái này đẹp nè mấy chị. Mã 26 nha mấy chị nha. 26 chị Trúc Lệ nè. 26 chị Trúc Lệ.
26 chị Trúc Lệ nha. Rồi lên cho mấy chị mảnh Dior nha mấy chị nha, mảnh Dior màu xanh này. Mảnh Dior màu xanh chị nào lấy thì chốt, cái này em có 1,5 m. Tối nay em khui kiểu mới cho mấy chị nha. Tối nay mấy chị vào chọn nữa nha mấy chị nha. Ai lấy mảnh này thì chốt tối nay 7 giờ em like nha mấy chị. Lấy thì chốt là em mã 21 nha mấy chị ơi, 21k. Chị nào lấy thì chốt mã 21. Chia sẻ bài của em vào trang cá nhân nha mấy chị nha. Tối mấy chị chỉ cần kích vào trang cá nhân của mình rồi kích vào xem thôi nha mấy chị. Họ bấm thích trang của em nha mấy chị. Thoát ra là bấm thích trang của em, theo dõi trang của em nha mấy chị nha. Đó, tới hồi em like sẽ có thông báo nha mấy chị nha. Lấy thì chốt lên cho em. Mở âm thanh lớn lên chút hả chị? Em mở rồi á, chắc là tại em nói nhỏ quá. Hay là mấy chị thoát ra vào là nhắn ra một phát xong vào lại là thấy nó to lên nha mấy chị nha. Rồi ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em. Ai lấy thì chốt lên cho em mã 20 nha mấy chị ơi. A mã 21 nha mấy chị nha, 21k. Dior 21 1,5 m nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt mã 21. Rồi lên cho mấy chị một mảnh á, hoa này mấy chị ơi. Lên cho mấy chị một mảnh vôn hoa này. Vôn hoa nha mấy chị nha, vôn hoa chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Vôn hoa nha mấy chị nha, cái này 2 m chỉ có cái này 2 m chỉ có 23.000 thôi, vôn hoa. Vôn hoa 23k, chị nào lấy thì chốt mã 23 lên giúp em. Lấy chốt 23 nha mấy chị nha, 23k này. Ai lấy mảnh này chốt mã 23. Lấy chốt 23 lên giúp em nha mấy chị ơi, vôn hoa 23k. Chị nào lấy thì chốt 23. Ngày mai em gửi một đơn cho chị. Ngày mai gửi tiếp một đơn nữa hả chị? Chả là ngày mai gửi tiếp đi sao chị? Hay là để mốt em đi đơn rồi em gửi luôn được không chị? Hay là sao? Nếu như mà chị muốn ngày mai thì cũng được. Tại là mốt em chốt đơn á là em muốn mốt em gửi luôn. Còn không thì ngày mai cũng được không sao hết. Nếu như mốt thì em chốt hết đơn xong rồi đi luôn một lần. Còn không thì ngày mai em gửi cho chị trước cũng được. Rồi cái này 23k nè, chị nào lấy thì chốt 23 lên nha em. Cái này là chắc von nha mấy chị nha, 23k. Chắc von 23, chị nào lấy thì chốt 23. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nữa nè. Rồi ai lấy mảnh này thì chốt lên nha em ạ, 22 màu xanh chai nha mấy chị nha. Nhưng cái này là von nha mấy chị. Màu xanh chai, cái này là von. Bi là bi màu bi là bi màu cam nha mấy chị nha. Bi này là bi màu cam nè, màu xanh chai. Cái này về mấy chị lên váy xinh lắm mấy chị ơi, thiệt sự luôn ấy. Mấy chị về lên cái váy này rất là xinh luôn. 2 m chỉ có 22.000 thôi nha. Ở 2 m chỉ có 22.000 thôi. Cái này về mấy chị lên váy mấy chị xem nè, rất là xinh luôn, thiệt sự luôn. Lên váy rất là xinh nha mấy chị nha. Lên váy rất là xinh luôn. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã 22 nha mấy chị nha, 22k. Ai lấy thì chốt 22 lên giúp em. Lấy thì chốt 22 nha mấy chị ơi, 22k. Rồi lên cho mấy chị mảnh von này nữa nè. Lên cho mấy chị mảnh von nha mấy chị nha. Von, ai lấy von này thì chốt lên giúp em. Ai lấy von thì chốt. Chị comment xong rồi chị đi ra luôn rồi. Chị Thanh, chị Hải. Rồi ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em nha mấy chị ơi. Cái này em có 2 m nè, 2 m von. Chị nào lấy thì chốt lên cho em mã 25. Lấy chốt 25 lên giúp em nha mấy chị nha, 25k. Chị nào lấy thì chốt mã 25. Chốt 25 nha mấy chị nha, 25k. Ai lấy thì chốt mã 25. Chốt 25 nha mấy chị nha, 25k này. Chị nào lấy thì chốt 25 lên giúp em. Cái này là von nha mấy chị nha, 25k. Mã 25 nha mấy chị ơi, 25k. Ai lấy thì chốt 25 lên giúp em. Ai lấy thì chốt 25 lên giúp em nha mấy chị nha, 25k này. Chị nào lấy thì chốt mã 25. Mã 25 nha mấy chị nha, 25k. Ai lấy thì chốt mã 25 lên giúp em. Tối nay 7 giờ em like nữa nha mấy chị. Tối nay là 7 giờ em like nữa nha. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo này mấy chị ơi. Lên cho mấy chị mảnh áo nha. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Áo này mấy chị lấy thì chốt mã 20 nha mấy chị nha, 20k. Chị nào lấy thì chốt 20 lên giúp em nha mấy chị. Lấy chốt 20 nè. Mã 20 nha mấy chị nha, 20k áo nè. Ai lấy thì chốt 20 lên giúp em. Chốt 20 nha mấy chị ơi, 20k. Ai lấy mảnh này chốt mã 20 áo nha mấy chị nha, áo 20. Áo 20 nha mấy chị nha, áo 20 nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa nè. Lụa nha mấy chị nha, lụa chị nào lấy thì chốt lên giúp em, lụa satin. Satin này chắc nó không có bóng lắm đâu mấy chị ơi.
Satin này chắc không bóng nha mấy chị nha. Rất là mềm trơn. Rất là mềm trơn, lấy thì chốt mã 33. Mềm trơn cực kỳ luôn nha mấy chị nha, 33k. Ai lấy mã này chốt mã 33 lên giúp em. Lấy chốt 33 nha mấy chị nha, 33k. Chị nào lấy thì chốt mã 33 lên giúp em nè. Chị nào lấy thì chốt 33 lên giúp em nha mấy chị nha, 33k. Ai lấy mã này chốt mã 33 nha mấy chị. Chốt 33 lên giúp em nha mấy chị nha, 33k nè. Mã 33 nha mấy chị ơi, 33k. Ai lấy mã này chốt 33 lên giúp em. 33 nha mấy chị nha, 33k. Lấy thì chốt 33 nha mấy chị. Ẩn comment quá mấy chị ơi. Mã 33 nha mấy chị nha. Ai lấy thì chốt 33 lên cho em nè. 33 nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt 33 lên cho em. Chị nào lấy thì chốt mã 33 lên giúp em nha mấy chị nha, 33k. Bây giờ mấy chị đi đâu hết rồi, đi ngủ hết rồi. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von bi nè, bi rơi nha mấy chị nha, bi rơi nè, von bi. Von bi nha mấy chị nha, bi rơi. Cái này đẹp nè mấy chị, cái này em có 2m. 2m von bi nha mấy chị nha, 2m von bi, chị nào lấy thì chốt lên giúp em. 2m von bi, chị nào lấy thì chốt mã 27 lên giúp em, cái này đẹp lắm mấy chị, 27k. Chị nào lấy thì chốt 27 lên giúp em nha mấy chị nha, 27k nè. Ai lấy mặt này chốt mã 27 lên giúp em nha mấy chị ơi, 27k. 27k, 2m bi rơi 27k, chị nào lấy thì chốt mã 27. Chị nào lấy thì chốt mã 27 lên giúp em. Lấy chốt 27 nha mấy chị nha, 27k. Rồi chị nào lấy thì chốt mã bi này lên giúp em. Bi nha mấy chị nha, bi 2m chỉ có 32.000 thôi. Chị nào lấy thì chốt mã 32 lên giúp em nè. Lấy chốt 32 nha mấy chị ơi, 32k. Chị nào lấy thì chốt mã 32. Chị nào lấy thì chốt mã 32 nha mấy chị nha, 32k. Ai lấy thì chốt 32. Lấy chốt 32 lên giúp em nha mấy chị. Lấy chốt 32, mã 32 nè. Chị nào lấy thì chốt mã 32 lên giúp em. Chị nào lấy thì chốt mã 32 lên giúp em nha mấy chị nha, 32k. Bi nha mấy chị nha, bi 32k. Ai lấy thì chốt 32. Chốt 32 lên giúp em nha mấy chị nha, 32k nè. Lấy thì chốt mã 32. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa chữ nè. Lên cho mấy chị một mảnh lụa chữ nha mấy chị nha. Cái này em còn 2m lụa chữ. Cái này em còn 2m lụa chữ. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em 2m. 2m chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã 38. Lấy chốt 38 nha mấy chị nha, 38k. Ai lấy mảnh này chốt mã 38. Ai lấy thì chốt 38 lên giúp em nha mấy chị. Lấy thì chốt 38 lên giúp em nè. Mã 38 nha mấy chị ơi, 38k. Lụa chữ nha mấy chị nha, lụa chữ nè. Lụa chữ 38.000, chị nào lấy thì chốt mã 38 nha mấy chị. Lấy thì chốt 38 lên cho em nè. Lấy chốt 38 nha mấy chị nha, 38k. Ai lấy thì chốt mã 38 lên cho em. Ai lấy thì chốt mã 38 lên giúp em nha mấy chị ơi, 38k. Rồi lên cho mấy chị một mảnh bi xám nè mấy chị. Bi xám nha mấy chị nha, bi xám nè. Ai lấy mảnh bi xám này thì chốt lên giúp em mã 40. Lấy chốt 40 nha mấy chị nha, 40k. Chị nào lấy thì chốt mã 40 lên giúp em. Mã 40 nha mấy chị nha, 40k nè. Chị nào lấy thì chốt 40 lên giúp em. 40 nha mấy chị ơi, 40k. Lấy thì chốt 40 lên giúp em nha mấy chị. Lấy thì chốt 40 nè mấy chị ơi, 40k. Thôi tối em like nữa nha mấy chị nha, tối em đổ kiện mới ra em like nha mấy chị. 40k, chị nào lấy thì chốt mã 40 lên giúp em. 40k nha mấy chị ơi, lấy thì chốt mã 40 lên giúp em nè. Mã 40 nha mấy chị nha, tối em like tiếp nha mấy chị nha. Tối hẹn mấy chị tối nay 7 giờ nha mấy chị nha. Hẹn mấy chị tối nay 7 giờ nè. Hẹn mấy chị tối nay 7 giờ nha mấy chị ơi. Hẹn mấy chị tối nay 7 giờ nha, em đổ bao mới ra nha mấy chị nha.
bye mấy chị nè.